Hồi xưa làm hái một nguyên một rổ á, không cần chấm muối luôn á. Cả váy cái đồ mẹ mà váy mà bỏ lên bán tặng đi, khách bảo là cho cái địa chỉ treo hàng lên của Hà. Rồi vào nhanh dẻo bạn ơi, chia sẻ phát này, anh chịu quá. Đơn 3 ngày chưa đi. Đi rồi chứ chị, chốt xong đơn đi đơn rồi chứ. Chị Ngô Thị Thu Hiền đi đơn chưa? Đi rồi mà. Đi đơn rồi chị à, Hiền ơi. Cho lên tặng cọc xả xui với Hiền. Xui ghê ạ. Rồi. Hello chị Trang Phạm nha. Hello hello. Chị mới nhận đầm với quần tay rất đẹp. Em cảm ơn chị Thảo Nguyễn nha. Vào nhâm đi chị ơi, mình ơi. Còn bộ áo mình hay là váy không? Cưng quá vậy. Cưng ngắn lắm. 12 ký. Rồi chị nào thấy rồi tương tác cho Nguyên nha. Có khoác à. Chị đang hỏi khoác nắng hay khoác gió. Khoác nắng thì hiện tại nhà Nguyên không còn cái nào hết. Giờ chỉ có gió lẻ thôi. Thôi bác. Rất là còn đơ, tới đã bắt cho đó. Rồi nhìn ổn chưa, lên luôn nha chị em mình ơi, tương tác cho Nguyên nha. Chúc đơn bé ơi. Hello hello hello. Không đau bé ơi. Anh không thương em đâu. Không, anh không thương em đâu. Bán tặng cái này phát. Có áo phao xanh than dạ không chị ạ? Không. Không phải ướt đồ, ướt về nước thì cũng khỏe vậy mà. Bị mưa mà xin xa, ông ơi. Bị ướt trên xe ăn toạt bao ấy. Ôi ướt. Mai là ít á, nhiều rồi giặt đuối luôn ấy. Dạ có thương vương rộng luôn chị ơi. Rồi chị nào thấy rồi tương tác như vậy mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like cho xin một nút chia sẻ nha. Lên view xíu nữa là em bắt đầu sẽ lên hàng luôn. Thấy không hả Huyền? Thấy không à? Này còn mấy cái váy bé, váy lanh bé này em bán tặng nha. Đấy. Mệt luôn. Chị tìm trong đơn thì có không? Trong đơn hình như cũng có phao rồi mà. Đơn gì ly có phao nam, phao gì thì hôm bữa em chốt đơn mà. Có phao nam, phao gì cho cái bộ nó cứng vậy. Ô ghét Huyền, bỏ lên bán tặng phát nè. Từ. Máy vậy đó. Lai rồi. Cái lại trễ rồi. Lai tốc độ chứ.
tự dưng ăn cái bánh xong cái ăn thế. Hồng xanh rêu à. Cái này tặng phát cái dễ mà nói. Trời ơi. Con chưa. Cái này bé nha dạ mà nói, trưa nay là chủ yếu làm không có phao xanh thang dơ hết rồi. Là rắn. Dỡ hết rồi nè. Vào nhanh sang hàng sale thôi dạ mà nói. Vào nhanh luôn. Cân chưa. Toàn bộ cái hàng này là hàng xúc hết dạ mà nói. Nhà này là hàng xúc hết. Này. Cái này bán tặng nha. Cái này có ít lắm. Cái này có rất ít, em bán tặng đầu like này, dạ mình cố gắng chia sẻ size cho bé nhà mình 20kg đổ về. Bộ này bộ lanh đẹp. 18-20 thôi. Bán tặng luôn dạ mình 29.000. Tặng 29.000 nha dạ mình ơi. Nha, rồi lên mã này lên luôn dùng nguyên là 29.000. Size 18-20 chủ yếu là chưa nên lên đồ lớn. Nếu này lên bán tặng xíu thôi. Bán tặng xíu thôi. Nha, 18-20 này dạ mình nhìn mai nè. Nhìn mai nè. Đấy, bộ lanh bé mà dạ mình nhìn mai nè. 19.000 nhá. Ôi lộn 29.000. Size 18 đây. Rồi size 15 này. Cái này 18 em ghi đi. Cái 18kg. Rồi cái này 15kg. Chốt lên 15kg. Cái này là 18kg nha chị. Lên lọ. Cái này 15kg thôi. 15-16kg này. Rồi lên mã 15-16 chung là được. 15-16 chung là ok. Đang đi 29.000 thôi chị em mình ơi. 29.000. Cái này 15-16 em ghi lại cái số ký cho ông ấy. Rồi dạ. Chị em kiểm tra lại cái số ký. Để số ký bên này. Rồi size 22. Rồi lên mã gái size 22. Chốt gái 22 chung là được nha dạ mình ơi. Nguyên đang bán tặng 29.000. Rồi trong nguyên con này 22. Cái này không đài size nào mà dỡ mỗi nào mỗi mã ra là nguyên sẽ đập size luôn. Rồi trong nguyên con này 22kg đổ về. Chốt mã 22. 22 được nè em. 22 được. 20kg cho chị. Rồi 23-25kg. 23kg là ok, trong nguyên 23kg. 23kg cho chị Hạc Nguyễn. Con này 23 này dạ mình nhìn nè. Nhìn nè, hàng may kỹ như thế này nè dạ mình, không phải cái hàng may ảo đâu dạ mình yên tâm. Hàng đẹp. Hàng đẹp, nhà này chuyên hàng xúc. Rồi trong nguyên con này từ 23-25kg. 23-25kg nha, chốt mã 23-25 trong được. Em đang bán tặng toàn bộ là 29 những cái bộ, những cái mã này nên dạ mình tranh thủ nè. Đấy, chứ là em lên trưa nay chủ yếu lên thung thái. 23-25 đấy em. Cái này 23-25 đều được đó. 23 cho chị Nguyệt Lê. Cái này 25kg nè. Rồi trong nguyên 25kg nè. 25kg 29k. Comment mã 25kg 29k trong nguyên là được nha dạ mình ơi. Lên 25. 25kg nè. 25kg 29k. Chốt mã 25 trong nguyên là được nha dạ mình ơi. Đang nguyên đọc cái số ký nào dạ mình, chốt cái số ký đó cho nó dễ. Rồi 28kg đổ về. 28kg đổ về. Ngọc à. Cũng được chứ không ngọt lắm. Được. Còn non kìa. Rồi trong nguyên con này 28 tặng 29.000. 28kg và tặng 29k. Nha, lên mã 28 cho được. Chua đâu? Chua đâu? 29k. Chốt đi. Chị em mình cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ dùng nguyên. Cứ chia sẻ cứ chốt đi. Nhưng mà mỗi chị tại vì vô trễ rồi mà giờ ấy lâu lắm. Cố gắng mỗi chị nên nhiều chị săn hàng sale mà không. Ừ, nãy giờ không có thấy chị nào có lượt chia sẻ luôn. Mỗi thấy mỗi chị Hồng Nguyễn chia sẻ. Này, mấy chị chốt đơn rồi mà chẳng thấy cho chị em mình chia sẻ luôn ấy. Mấy chị chốt đơn mà không thấy chia sẻ luôn ấy. Đang sale rất là rẻ vậy mà nói. Cố gắng chia sẻ dùng nguyên nghe chị mà nói. Nha. Cái gì không? Ăn thôi với mấy chị người ta đang. Đang like cái người cái chua biết trời. Tự dưng ấy. Rảnh dễ sợ. Mình không thấy mà nghe đi. Tự dưng cái ngồi chua kha. Đứa nào mà không nốc nước miếng. Thì coi như mình không thấy. Rồi size 14kg này, 13-14kg cho nguyên. Tặng váy 13-14kg nha. Bán tặng váy 13-14kg. Không phải là hàng sổn đâu chị em mà nói. 13-14kg. Số nguyệt số sướng thiệt cái chứ. 13-14kg. Sale luôn chị em mình 29.000. Lên mã váy cho nguyên là được. 13-14kg như vậy mà nó cưng quá nè. Này chị em mình nhìn mai trần. Dặn váy chữ A mà vai mai trần này. 29.000 em đang bán tặng nha chị em mình ơi. Này vào nhanh nha chị em mình ơi, cái nào mà chị nào bỏ qua phí. Nhà này chuyên hàng xúc đấy. Gì một đó, có việc xin về rồi. Rồi lên váy cho nguyên là được nha, chốt váy cho nguyên là ok. Comment mã váy xem 16. Con nào nãy 13-14 em
Con này 16 kg. Bán cho chị Khương Vy. Lên kèm số ký cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Lên kèm số ký cho Nguyên là ok nha chị em mình ơi. Chị nhanh phân luôn cái này cho em, các em bán tặng luôn 29 nghìn hết luôn. Trời ơi, nhìn nè, cưng chưa, gác chưa, cái nào 16 kg nha. 16, cái nào không có size to chị ơi. 16 kg chị nào lấy 16, chút 16 em bán tặng luôn 29 nghìn chị em mình biết. 16 kg cho chị Liên Nguyễn. Tặng 29 nghìn. Rồi cái nào 13 kg, 12 13 kg. Lên mã 12 kg cho Nguyên là được. Cân chưa? 12 kg tặng 29 luôn. Rồi lên mã 12 kg tặng 29 cho Nguyên là được. Cái này 12 kg tặng 29, chốt mã 12 tặng 29 cho Nguyên là được. 12. 12 12. Quái 16 13. Cho chị Châu Hà. 13 nè. Đây là 13 tặng 29 nghìn luôn. Cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ với chị em mình ơi. Nha, cố gắng mỗi chị em mình vô xem like cho xin một lượt chia sẻ đi. Quái 13 cho chị Khương Vy. Rồi tiếp. Đang gặp cái gì? Rồi lên Thu Thái, lên view xíu nè, em không có size to. Không có size to. Cái size luôn cho Nguyên đi cho anh nhanh. Cái size cho anh nhanh. Cái này toàn to. Cái này toàn 12 to. Cho chị Trần Thị Nhung. Rồi, nhanh luôn con này luôn. Này. Này, sai đây. Náo rồi mà chưa chết trà sao? Chưa chết trà. Hết váy nha mọi người. Dạ không có 12 kg. À quên luôn. Không có váy, không có khoác bé 12 kg. Rồi cho Nguyên con này. Size này là size 30 luôn. Size 30 luôn. Ok chị Liên Nguyễn. Con này size 30 chị ơi. 30 32 kg được hết nè. Trời ơi. 35 nghìn bộ to. Nha chị em mình lên mã bộ to 35 cho con được. Bộ to 32 35 kg. Từ 32 đến 35 kg. Comment mã bộ to cho con được. Comment mã bộ to, cái này 32 35 kg đây. 35k luôn cái bộ này. Bộ size to bỏ ra size 35 nghìn luôn. Bộ to cho chị Thanh Hằng đi. Cái này bộ này cho chị Hợp Hiển. Bộ này cho chị Hợp Hiển. Em nói nhận cái bộ đồ lanh về. Không phải là hàng xưởng sổm sổm đâu. Nha chị em mình nhìn nó may nè. May cái cặp quần này chị em mình thấy nè. Thấy chưa? Đó, hàng rất là đẹp luôn. Cái này là đại, to, bự. Rồi con này bán tặng 35 nghìn luôn. Rồi size 32 còn bộ nè. 32 còn bộ nè. 32 còn bộ sale luôn cho chị em mình 35 nghìn. Size 32, sale 35. Size 32 kg, sale 35. Chị nào lấy 32 kg, comment 32 kg ra trong là được như chị em mình ơi. Rồi size 30. Comment số ký lên giúp em luôn mấy chị ơi. Cũng bị đứng hả ta? Chị tớ cũng bị đứng à. Rồi cho Nguyên size 30. Chị nào lấy 30, chút 30 cho Nguyên là được. Cái này 32, cái này 30 nè. 30 nè. 30. Chị nào lấy 30, comment lên số ký cho Nguyên là được nhá. Lanh này có trai không nè? Lanh có trai không? Nhớ có lanh chữ F nhìn như của bé trai mà. Không. Bộ to 30 cho chị Thảo Ti. Có cái chữ F, chữ F. Chị phân ra cho em đi đã chị. Ừ. Rồi cho Nguyên con nè, size 30 còn bộ nè. Chị nào lấy 30 comment 30 cho được, nó 30 luôn đây. 30 luôn đấy. Khách mới lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại luôn cho chị Nga Nguyễn. Kèm cả địa chỉ cả số điện thoại 28 đổ về. 28 cái đổ về hàng này chị em mình nhìn mai này. Nhìn mai này. Chứ không phải là hàng may ảo em bán tặng ba mấy nghìn. Rồi chị nào lấy chốt nhanh tay. 28 kg đổ về nữa, okay, chị nào lấy 28, chốt 28 cho Nguyên là được nhá. Comment mã 28 cho Nguyên, em đang bán tặng luôn dạ mình là 35 nghìn. Nha, bán tặng 35. Chị nào lấy 35 comment 35 cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Bộ 35. Bộ to nãy giờ chị đặt 35 nghìn hết mà. 28 kg, 28 kg. 28 kg cho chị Bích Ngọc. Có nè. Đưa đây cho Nguyên. Tăng tốc độ đi. Con gái rồi, không có con trai rồi. Thấy không, còn con trai đâu dễ mình không. Cái này toàn con gái không có con trai nhé. Toàn gái không có trai thì dễ mình không. Còn bộ 32kg thôi mấy chị ơi. Hết 28kg rồi. Rồi cho Nguyên cái này váy hồi nãy tặng 29 nghìn. Cái này cưng quá. Dạ em sắp lên rồi đó chị. View sao ta, view xong lên ta. Lên trễ quá à. Lên trễ quá hay sao ấy.
Rồi cho Nguyên size 10 11 kg nè. Lên mã lá 10 11 kg cho Nguyên là được. Lá 10. Chốt mã lá 10, dạng chữ A dạ mà ơi. Dạng chữ A nhá, nhìn nè. Trời ơi, nghĩ làm sao con này sale 29.000. Rồi lên mã lá size 10 đi. Comment mã lá 10 cho Nguyên là được. Chốt mã lá 10. Comment mã lá 10 cho Nguyên là ok. Bộ 32 cho chị Minh Hồng Minh Trần. Rồi. Lên luôn dùng Nguyên cái này, lá cho. Ủa, cái này rớt nút rồi. Cái này có rớt cái nút rồi. Cái này bị rớt xíu cái nút rồi. Cái này bị rớt nút rồi. Nha, rồi lên mã rớt nút đi. Lá 10 cho chị Ti Ti. Mà 19k thì cũng không biết sale kiểu gì nữa luôn. Hàng đẹp, hàng này là hàng xúc cái chảo mà nói. Nhà này hàng kia hàng xúc. 29.000. 29.000. Rồi cái này 22 chứ được. Nhưng mà cho mấy đứa tầm dưới 5 tuổi thì dạ mình nha, chứ không là bị ngắn đó. Chứ không là bị ngắn nha. Rồi lên luôn dựng này 20-22 nha, nhưng mà tầm không có 26 đâu chị. Không có 26. Có 22kg nè chị Mạc Lê ơi. Có, nhưng mà cái này em nói nè, tầm cho bé nhà mình dưới 5 tuổi thôi, chứ không là bị ngắn á chị em mình ơi. Không là bị ngắn ấy. Rồi cho Nguyên con này size 18kg đổ về. 17 là ok nè. 17 đổ về. Rồi lên mã lá 17 cho Nguyên là được. Lá 17 đổ về. Chị nào lấy lá 17, chút lá 17 cho Nguyên là được. Rồi lá 12, 13. Cái này lá 13. Lá cho chị Nguyệt Lê. Cái này lá 13 nè. Comment mã lá 13 cho Nguyên là được. Lá 13, chút mã lá 13. Rồi còn 11. Còn 13. Tắt đánh luôn trắng đi sao. Bên nào sao đánh rồi nè. Tắt luôn cái này đánh luôn đi. Cái rồi cái. Lá cho chị Ti Ti. Rồi còn 12, 13 nè. Ba chị Khương Vi nè. Rồi còn 12 nè. Còn 12. Em đang bán tặng luôn cho dạ mình là 29.000. 29.000 em nói nhận cái con váy về đi chị mình ơi. Nhà này chuyên hàng xúc ấy. Bán tặng chỉ có 29.000 thôi. Sang nhanh luôn, em nói sang nhanh luôn. Rồi rồi rồi, số máy. Coi nào. Không, tầm khoảng 10-12 đổ về thôi, 11-12 đổ về thôi, 11kg. 11-12 đổ về thôi. Rồi tiếp cho em cái. Thôi tạm lên cái cặp áo thun thái này đi. Tôi bỏ đi cái đó đây. Tạm lên cặp áo thun thái này đi chị mình ơi. Em lên sen sen nhé. Em lên sen sen vậy mình ơi. Lên tạm cặp áo thun thái này nè. Tôi bãi hết rồi. Rồi cho em luôn cặp nó đi chị. Cái này toàn to chị à? Bích Văn không có chị nha. Toàn to à chị? Có. Từ 22 tới 35-37. 22 đến 35-37 luôn à? Ồ, cái này cưng thế. Trời ơi, cái này để vài hôm nó mang thì trời ơi. Sao ghét cái này. 20 đổ lên. 20 đổ lên này. Bên nhà này chuyên hàng xúc. Đấy. Lấy hơi à chị ơi, cái này cưng quá nè. Lá hết rồi chị Lê Thùy ơi. Cái này một ri thôi, từ 20 đổ lên 35 đổ về. 35.000 luôn. 35.000 đúng một ri. Rồi lên mã váy hồng kèm size. 20 đổ lên 35 đổ về. Dạ mình nhìn cưng chưa nè. Cưng chưa nè, mà không phải hàng xưởng mai sổn sổn đâu. Nhận hàng về cho Nguyên đi. Chốt váy đi em. Nhận hàng về cho em đi. Nha. 20 đây, 20 trên chị. 20 trên chị. Rồi chị nào lấy váy hồng lên váy hồng. Váy 20 cho chị Châu Hà. Comment mã váy hồng cho Nguyên được kèm size. Váy này đang không có size 16-17 chị ơi. Trời 35.000. Váy này đang có không có size 16-17. 35.000. Bây giật mình. Em đang bán tặng thôi. Cọc thôi. Chửi. Còn lại bỏ cho chị Ti Ti nha. Em đọc 35.000 mới kêu ách trời ơi. Nó chợ có bèo ra. Nó chợ thật sự lên chợ nó không đẹp bằng cái này đâu. Cái thật sự lên chợ nó không đẹp bằng cái này đâu. Hàng là chuyên hàng xúc. Nhà là chuyên hàng xúc. Đấy. Ít ra chợ mình mua 70-80.000. Gọi là 80.000 là giá bèo. Đừng nói nè. Mệt người quá à. Thôi kệ, bán cả năm mà chị. Bán cả năm. Lao lao có hàng đẹp mà sale rẻ này cho mấy chị. Bán mình bán mà bà này bán cái tiết Nga. Mai anh đẹp. Rồi cho đi khác coi. Có.
cho ri nữa nè, cho ri nhỏ nhỏ sao nó sẽ nhí đúng không? Để về đây chút. Áo mang đẹp quá, đẹp lắm. Em nói chị em mình cứ nhận hàng cái này về đi, thử nhá, thử nhá, nhận hàng cái này về thử nhá. Này cái này sao nhí nhí. Ô cái này không thấy chị Hồng Liên Hà chỉ vui coi lại. Từ 10 kg đến 18 kg. Cái này 8 kg được, 8 kg đổ lên, 18 kg đổ về. Ôi trời ơi, cái này cân cho nè. 8 kg đổ lên. Thì ghi vẫn ngồi, ghi từ em ghi ghi từ số á. Ghi từ số á. Cái này 8 độ lên, 18 độ về. Cái này cân quá, không thấy chị Hồng Liên Hà bữa giờ chị hỏi sao nhí nhí nè. Trời ơi. Trời ơi, cái này lên luôn Dũng mà Hồng, cái này không có size to chị ơi. 8 độ lên, 18 kg độ về mà hàng chị em mình nhìn nè. Nè. Hàng may được rất là kỹ, hàng này nhà này kiên hàng xuất khẩu mà. Đấy, chị nào lấy cái này nè. Trời 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 trời. Đủ tiền công may đâu. 35.000 luôn. Chốt mã này là mã lá 35 trong là được. Hồng lên mã váy hồng. Váy hồng 35 kèm trong nguyên số ký. 8 độ lên, 18 kg độ về. Chị Quỳnh Dương chưa có cái gì hết chị ơi. Cái này là hồng chứ không phải đỏ nha. Cái này hồng chứ không phải là đỏ. Lưu ý cái này hồng chứ không phải đỏ. Chị nào lấy cái này lên hồng trong nguyên kèm số ký là được. 8 kg độ lên, 18 kg độ về là có size thôi. 8 kg độ lên, 18 kg độ về nè. Rồi trong nguyên con này nhá. 16 chị Châu Hà. 16 chị Châu Hà. 17 cho chị Liên Nguyễn Hình Bác. 18 chị Bích Văn. 18 chị Bích Văn. 17 chị Như Ngọc. Ok. Em đang mang có trắng chị. 16 với 14 chị Châu Hà. Ok. Bái đi tiệc cái live riêng chị. Bái đi tiệc live riêng là live riêng hàng Tết á. Những cái này em đang sale rất là rẻ luôn. 13 cho chị Lê Thúy. 13 chị Lê Thúy. Ok. Không có 30 chị ơi. Cho 35.000 chị em nữa. Nhưng mà sợ Nguyên đang sợ là like cái giá 35.000 chị em mình nghĩ tưởng là hàng hàng sổng sổ mà người ta treo chợ á. Không có nhá, hàng này nhà này chuyên hàng xúc nha chị em mình ơi. Chuyên hàng xúc. À, em đang có một con màu trắng. Nha, em nói trước. Hồi nãy sao cao hơn xíu. 35.000 chị em mình lại tưởng hàng như hàng treo chợ chị em mình lại lăng tăng. Nha. Em lại chị em mình nguyên sợ cái giá này chị em mình lại tưởng hàng người ta treo chợ treo cây treo chợ. Hàng này là nhà này chuyên làm hàng xuất khẩu. Đấy. Đẹp lắm luôn á. Chị nào lấy cái này gọi lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã váy hồng kèm trong ôi lụa. À đúng rồi, váy hồng. Dây hồng kèm trong Nguyên có số ký là ok. Dây hồng kèm số ký. Chốt mã dây hồng kèm số ký cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Rồi lên dây hồng kèm số ký. 35.000 chứ mấy. 35.000. Dùng đơn cái gì chị ơi, dùng đơn cái gì? À em đang mang có từng này con thôi. Còn có 3 con thôi. Một trắng, một vàng và một xanh ngọc. 55.000. Nguyên like sen á, sen cái này sen cái kia nhé. Em xem like cố gắng tương tác dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Rồi trong Nguyên con này. 3 cái chứ mấy. Rồi lên mã mì. Mì kèm màu, 3 cái 3 màu. Trắng, xanh. Hôm nay 60 vô tư chúng thái xịn. Nguyên nói là khách nhà Nguyên mua 10 con, gần 10 con rồi. Thì kim cả. Gần 10 con rồi, còn hỏi còn thun thái không em? Thấy trắng thấy con cái rồi. Nhận quần riêng đẹp vừa y em. Cảm ơn chị Kim Tuyền Nguyễn nhé. Rồi lên mã này. Cho chị Kim cả. 55.000. Trời ơi. Thái 55 chứ gì nó nữa. Xanh, vàng cái gì Châu Hà. Xanh, vàng cái gì Châu Hà hết. Thứ con cái gì vậy mà nó. Rồi trong con này lên mã mì nâu. Mì nâu. Có hai con mì nâu. Hai con mì nâu như vậy mà nói. Hai con mì nâu, chị nào lấy mì nâu nhiều mã đẹp lắm. Hai con mì nâu nha. Chốt lên luôn dùng con này 55.000, hai con mì nâu thôi. Chị nào lấy mì nâu lên mì nâu cho được như vậy mà nói. Mì nâu có hai con hả? Mì nâu có hai con, chị nào lấy mì nâu comment mã mì nâu cho là được nhá. Đi luôn chị mình là 55.000. Rồi cái này lên mã kem cho Nguyên đi. Không phải là một kem mình cứ lên một kem đi. Cho nó dễ đọc. Rồi lên kem cho được hết vàng rồi chị ơi. Nào cho chị Hồng Minh Trần. Dạ còn đấy chị, chờ em xíu. Em đang để em bóc ra em live luôn. Để bóc ra lại luôn, chạy xíu như chạy mọi người. Rồi trong nguyên con này. Trong nguyên con này, đẹp lắm luôn á, thái xì. Còn á chị, để từ từ chị bóc hàng ra đã. Chị phân ra like cho nó dễ. Đang còn lộn xộn, phân ra cho nó dễ. Rồi trong nguyên con này. 40-60 mang ok, dòng thái xịn nha. Em đã nhận con hàng này về bao phê. Mì nâu hết cho em. Mì nâu, hai con này miếng nào không? Còn kem thôi, hai con nâu mà. Nâu nâu cho chị đi tay rồi. Còn kem, chị nào lấy kem chút kem. Rồi cho Nguyên con này lên mã dép. Dép màu cam. Dép cam cho Nguyên là được nhá. Comment dép cam cho Nguyên là ok. Dép nâu.
Chị ơi, chị lấy cái gì chị may cỏ? Ưa cái mẫu nào chị bóc giùm em đi. Dép cam cho chị Ti Ti. Dép nu chung nè. Chị nào lấy dép nu lên dép nu cho là được nè. Dép nu, dép nào tương tự nè. Dép xanh, dép cam. Chốt như thế này cho nó nhanh vậy mà nói. Rồi lấy mảnh dép kèm màu. Dép kèm màu chung là được nha chị em mình ơi. Cam đây. Cam. Rồi lên mảnh dép. Cam cho chị Ti Ti. Cam cho chị may cỏ. Rồi lên xanh chung là được. Comment xanh chung là ok. Chị nào lấy dép xanh lên dép xanh chung là ok. Comment mà dép xanh. Dép xanh, lên dép xanh luôn dùng em là được như vậy mà nói. Rồi tiếp. Tiếp đi. Cho chị mã NI. Rồi lên mã NI chung em là được. Comment mã NI đẹp dép lắm. Dép xanh cho chị Nhung Huỳnh. Nguyên nói là khách nhà Nguyên mua cả gần chục con vẫn hỏi còn thun thái không em. Về đợt nào là hết được đó. Không có dư ra như vậy mà nói. Rồi lên luôn dùng em con này. Đẹp chưa? Rồi lên mã NI cho Nguyên phong to 60kg ok. Nhận hàng về vải 6 đừng mua hàng nhà Nguyên nữa luôn chị em mà nói. Nguyên nói thật sự luôn ý. Nhận hàng về mà vải 6 đừng mua hàng nhà Nguyên nữa luôn ý. Hàng này có đi cũng đi 79.000, 85.000. Cái này em đi chị em 55.000 nha. Rồi lên luôn những mã NI cam, NI vàng và NI xanh. 4 cái 4 màu à. 4 cái 4 màu cho chị là được. Ok chị mai cỏ hồi nãy được 1 cái màu 1 cái rồi đúng không. Rồi lên mã NI cho Nguyên. NI cam, NI vàng có 1 cái và NI xanh cô ba. Chị ơi áo vô đi, hiện tại em không còn cái nào hết luôn. Sao bữa còn ít là khách nhà Nguyên bóc hết luôn rồi. Rồi cho Nguyên con này lên mã NI kèm màu 40, 60 gì chị em mang ok hết. NI cam, NI cam, NI xanh cho chị Nguyễn Tí Phượng, NI cam chị Phan Hồng Văn này. Rồi còn cam, cam vàng xanh ba con. Chốt lên luôn dùng Nguyên nhé. Cam chị Trần Hằng này. Cam Trần Hằng. Còn vàng còn xanh hết. Còn vàng còn xanh hết. Rồi chị nào lấy NI comment NI cho Nguyên là được như vậy mà thôi. Đẹp cực kỳ. Còn một vàng một xanh chị nào lấy chốt nhanh tay nhé. Bộ hôm qua còn không Nguyên. Bộ nào chị ơi. Còn một vàng một á, quên lộn. Còn một gì hết ta. Xanh vàng, cục, vàng. Xanh vàng. Vàng cho chị Thanh Yên. Bộ lợi nào chị Phụng Phan này. Không có đỏ. Cái này không có đỏ. NI xanh cho chị Hòa My. Con này em nói là 65kg vô tư. Con này 65kg vô tư. 62 chút 62 cho nó thông thả. Phong to nhé. Rồi lên mã G. G. Nhận hàng về đi chị em mà nói. Chắc bao phê phê luôn. Rồi lên mã G kèm màu. Đợt này là toàn mẫu mẫu khác so với hôm bữa hết á. Mẫu khác so với hôm bữa hết. Đó. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này đi. Rồi lên mã G. G kem, G đen, G hồng, G cam, G nu, G vàng, G xanh, G trắng. Đấy, chị nào lấy mã G kèm màu chung là được. Giá đây luôn chị, mình chỉ có là 55.000 con. Lên G kèm màu nhé. Đẹp chưa? Phong to, phong này 65 vô tư. 62, 65 vô tư. Rồi lên G nu nè, em đọc lại các màu này. G nu nè, G trắng cho Nguyên nhé. Kèm màu cho em. Kèm màu cho Nguyên nha chị Văn Lai ơi. Rồi màu nu nè, màu trắng nè. Bước à. Kệ đỡ chứ không. Ok gì Văn Lai. Trời. Mấy dễ sợ luôn ấy. G xanh nè. G vàng nè. Rồi lên mã G kèm màu chung là được nha chị em mà nói. Cho mấy mã G kèm màu chung là được nhá. Đẹp lắm, phông to, phông này 65 vô tư luôn. Nè. Hả? Đen đâu có. À đen đen có. Ok đen. Rồi chị nào lấy G okay, kèm màu cho được nhá. Dán đi luôn chị em mình là 55.000. Chị ơi cái nào chốt đơn xong là đi đơn hết rồi. Nhà Nguyên chốt cái nào xong là đi đơn hết rồi nhé. Rồi cho Nguyên mã G kèm màu cho Nguyên là được như vậy mình ơi. Rồi lên G kèm màu cái này có 1 cái duy nhất. Rồi lên mã số 1. Lên mã 1 cho Nguyên. Còn lên mã 1 cho Nguyên là được như vậy mình ơi. Hết đen nhé, còn trắng đó. Trắng cho chị Bích Trâm Huỳnh. Hôm nay dưới 60 thôi chị mình ơi. Lên mã số 1 có 1 cái duy nhất. Lên mã 1 cho Nguyên là ok. Comment mã 1 55 nha, có 1 cái duy nhất. Lên mã 1 cho Nguyên là được. Comment mã 1. Comment mã 1 cho Nguyên là ok. Chị nào lấy mã 1 comment mã 1 cho Nguyên là được như vậy mà nói. Rồi lên 1 cho Nguyên là ok. Chị nào lấy mã 1 chút mã 1. Con cái đẩy cái ghế qua đây bỏ lên này. Chị bóc cho nhanh cái Dung. Hồng đậm này có 1. Rồi lên mã đậm cho Nguyên là ok. Hồng đậm có 1. Comment mã hồng đậm cho Nguyên có 1. Phong này chị em 55 đổ về. Con này phong vừa nè. Con này phong vừa nhá. Có 1 thôi. Chị nào lấy hồng đậm comment hồng đậm cho Nguyên là ok. Cái này có một cái duy nhất. Đấy, chốt luôn dùng nguyên con này hồng đậm size 55 thôi. Xem lại tương tác như vậy mọi người. Hồng đậm có một. Hồng đậm có một, hồng đậm gì ti ti.
Rồi lên luôn dùng nguyên đỏ đô có 155 đổ về. Con này phông nhỏ. 55 đổ về lên mã đô trong là được nhá. Thun thái xịn sò chị ơi, bóc nhanh này chị ơi. Đợt này con mã mới, con mã mới. Không đậm em hết. Rồi đỏ đô có 1, chị nào lấy đỏ đô, chốt đỏ đô trong là được nhá chị em mọi người. Comment mã đỏ đỏ đô. Trắng từ từ trắng để em mở cái form cho nó ấy rồi chị ơi. Trắng nè, trắng phông to rồi. Thì tí tí con trắng này. G đen không có chị ơi, hết rồi. Hết G đen rồi. Rồi trắng vừa 55 đổ về. Ui con này cưng quá. Trắng vừa 55 cái đổ về. Trắng vừa, chị nào lấy trắng vừa lên trắng vừa trong là được. Đỏ cho chị Na Võ Thị. Em lên rồi. Trắng vừa, chị nào lấy trắng vừa lên trắng vừa. Size 55 đổ về. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con trắng này. Trắng cho chị Ti Ti. Rồi lên màu gạch vừa. Gạch phơm vừa. Rồi lên gạch vừa trong là được. Vàng vừa. Vàng vừa là 55 đổ về như vậy mà nữa. Vừa là 55 đổ về thôi nhé. Rồi lên vàng vừa trong là ok. Comment mã. Vàng vừa trong là được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này đen to. Đen to. Đen form này form 60. Đen form to form 60. Đen to đen 60. Chị nào lấy đen to đen 60 chốt luôn dùng nguyên nhé. Nguyên đang đi luôn chị em mình là. Rồi trắng cũng được. Vàng cho chị Na Võ Thị. Đen to, chị nào lấy đen to, comment đen to chung là được như vậy mà nói. Comment lên mã đen to. Lên mã đen to chung là được. Ui cái màu xanh. Phun to 60-62 vô tư. Cái màu này đẹp quá nè. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã xanh đẹp đi, to. Đen cho chị Bích Trâm Huỳnh. To, size 60-62. Nha, chị nào lấy cái này lên mã to, xanh to chung là ok. Xanh to có 1. Chị nào lấy xanh to, comment xanh to chung là ok. Anh đen rồi nha. Comment lên mã xanh to, chút xanh to chung là được như vậy mà nói. Rồi tiếp luôn dùng cái mã này, mã theo nu. Comment mã theo nu. Comment mã theo nu chung là được. Trời ơi. 62, thậm chí 65 vô tư. Cái này có 1. Nha chị nào lấy cái này lên mã theo nu có 1. Theo nu này chị em mà nói. Theo trắng này. Theo màu này màu nâu nâu. Theo màu xanh. To rồi, hãy xem đẹp rồi. Theo màu cam. Đấy. Theo xanh đậm. Rồi chị nào lấy theo kèm màu này. Theo xanh đậm này. Theo nu cho Loan Giang Phong. Rồi chốt mã theo cho Nguyên đi. Theo trắng này. Đen hết rồi em ơi, hết rồi Nguyễn Hữu lên sao. Rồi chị nào lấy theo kèm màu này. Cái này to nhá, 62 vô tư như vậy mà nói. Theo trắng cho Ti Ti. Rồi chị nào lấy theo kèm màu. Có màu nâu nè. Màu nâu nè. Màu xanh nè. Đẹp. Màu cam nè. Màu cam nè. Rồi màu xanh. Xanh đậm cho Ti Ti. Rồi chị nào lấy theo kèm màu trong là được. Giá lên đây luôn trẻ mình là 55.000 cái. Đồng giá nhé dạ mọi người. Đồng giá. Chị nào lấy cái này lên mã theo xanh, theo cam, theo nu nha. Chốt mã 55. Cưng lắm. Phải rất là sướng. Nguyên nói là khách nhà Nguyên nhận 10 cái rồi về còn hỏi Thun Thái là trẻ mình biết. Nhận đã 10 cái rồi, gần 10 cái rồi còn hỏi em ơi còn Thun Thái không. Rồi lên mã này mã phối crop top này. Này cưng cho này. Rồi lên mã C cam. Cái này dạng crop top này chị em mà nói. Nha. Chị nào lấy cái này lên mã C cam cho là được. Chốt lên mã C cam. Theo xanh cho Phương Lê. C cam 55. Chị nào lấy C cam 55.000. C màu nâu và C màu đen. Form này form lửng lửng á. Nói dạ mà nói con này form lửng lửng á. Xanh cho chị Nguyễn Ánh nè. Cho chị Nguyễn Ánh nè. Rồi lên mã C màu nu nu và C màu đen. Nha, cái này cưng lắm luôn á chị em mình ơi. Cái này phun lửng lửng như thế này chị em mình ơi. Đi chị em mình con này 55.000. Đấy, chị nào lấy mã này mã lửng. Hoặc là mã C nâu và C đen còn 2 cái. C nâu và C đen còn 2 cái. Cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ dùng nguyên như chị em mình ơi. Con này là dòng có tông xước nè. Phun xá gỗ á. Áo nó không trai mà. Màu trắng á. Dở dở phải không? Dở phải không? Sẽ cam hết rồi nha. Không, gái cũng được. Chi mà nu, chi mà nu. Dạ, để về gái đại rồi lấy. Chi mà nu cho đủ thu hàng. Có xe đen không? Xe đen đây. Rồi xe con này là thun xá gỗ. Áo thun bé về đẹp lắm luôn á. Mà bị mấy vật bị tọt bao á. Nên là chưa lai được. Này dạ mình ơi, thun xá gỗ nha. Cái này 55 đổ về chị em chút đẹp. Lên mã chữ K. 55 đổ về là trẻ mình chốt ok nhá. Comment mã chữ cam trong là ok. 55 đổ về và em đi luôn trẻ mình là 60. Nhầm 55.000. Comment mã chữ cam trong là được nhá. 55k thôi.
Chị nào lấy chữ cam comment chữ cam trong là ok nha. Lên mã chữ cam. Thun này là thun sới gỗ. Hàng này chị em mình mua ít nhất. Dạ dạ. Ít nhất nó ít nhất là 79 nghìn hoặc là 85 nghìn. Không bao giờ có giá rẻ. Chị nào lấy cái này lên mã cam trong là được. Thun sới gỗ nha chị em mình ơi. Cam thun sới gỗ. Chị nào lấy cam chút cam trong là ok. Rồi tiếp lên mã này là mã chữ hồng. Chữ hồng này mỗi cái mỗi kiểu chữ khác nhau. Cam cái đầu trường. Rồi lấy mã hồng đậm 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Cái này phong vừa nhá. Rồi lấy mã đậm vừa 55 đổ về là chị em chốt ok. Đậm vừa 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Chốt nhanh tay con này nha dạ mọi người. Cam cho Hồ Mỹ Duyên. Rồi cho nguyên con này lên mã đậm vừa 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Chung sới gỗ. Hàng này quá xịn sò. Nhận hàng cái con 55 nghìn về đi chị em mình ơi. Rồi lên mã hồng đậm cho Nguyên có 3 con hồng đậm. Hồng đậm cho Đặng Mỹ Diệu. 3 con hồng đậm nè. 3 con hồng đậm nè. Cam cho Hương Trịnh. Rồi 2 con trắng vừa 55 đổ về. 2 con trắng vừa. 2 con trắng vừa 55 đổ về là chị em chúc đẹp. Rồi chị nào lấy cái này lên mã. Comment mã hồng đậm. À nhầm nhầm mã trắng. Như chị Vy Tăng Thọ Vy cũng nhiều rồi nè. Vy Tăng Thọ Vy cũng 5-6 con rồi đúng không? Như 18 con người. Chị Vy Tăng Thọ Vy mười mấy. Không mười mấy. Mười mấy con. Mười mấy con à? Đậm vừa đậm đậm đi hay đậm. À đậm vừa đó, đậm vừa đó. Đậm vừa cho Kim Chi Nguyễn. Trắng cho anh với anh Phương. 18 con. Trắng cho anh Phương. 18 con đấy chị anh chị Vy Tăng Thọ Vy mười mấy con rồi giờ đây còn một con đậm 18 con à? Ok 18 con mấy tạm con màu trắng đó, màu trắng đó Vy Tăng Thọ Vy à? Không 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 ba chốt cho ai đó ai ai nhanh một chút ai ai trước một chút cái này nè màu hồng đậm chị Vy Tăng Thọ Vy đấy Kim Phong Dương rồi con này 55 đổ về 55 đổ về luôn nha. Con này 55 đổ về như vậy mà thôi. Rồi lên mã chữ đỏ cho con là được 55 đổ về đẹp. Đẹp, mua để dành. Mua để dành mấy khi có cái giá này vậy mà thôi. Tôi nói thật sự đấy. Cái này là hôm bữa là cặp trước mấy nghìn áo. Cặp trước nhưng mà cứ gửi dần dần về được ít như thế này nè. Rồi cho nguyên con này đỏ, chị nào lấy đỏ, đỏ chị Vy Tăng Thọ Vy. Rồi cho nguyên con này lên cốm, cốm có hai, đẹp lắm, thun đẹp lắm. Đỏ mang lên đẹp nữa. Cốm vừa 55 đổ về, chị nào lấy cốm chút cốm. Ok chị, cốm có 2. Cốm này có 2, 55 đổ về thôi. Rồi chị nào lấy cốm, comment cốm trong là được. 55 đổ về cho mã cốm. Chị nào lấy cốm chút cốm có 2. Comment cốm có 2 con nhé. Rồi vàng. Vàng có 2. Con nó cốm nha, con nó cốm nha. Đỏ em hết rồi chị ơi, vàng. Con này phun vừa 55 đổ về chị em chút đẹp. 55 đổ về là chị em chút đẹp. Rồi chị nào lấy vàng, comment vàng có 2. Thứ có ít 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 á nên là giảm anh cho anh thủ vàng có 2, chị nào lấy vàng comment vàng cho là được nha dạ mình không. Rồi lên luôn dùng nguyên con này có cả vừa có cả to vàng cho Đặng Mỹ Diệu có cả cà rốt top con này tầm 57 đổ về chị em chúc đẹp con này 57 đổ về là ok nha comment mã chữ trắng 55 k rồi nha trắng 57 cái độ về 55 k chị nào lấy trắng 57 chút trắng 57 chung là được như vậy mà thôi tầm 57 độ về chị em chút đẹp rồi lên mã hồng nhạt 55 57 độ về như vậy mà thôi nha giá không đi luôn chị em mình là anh. Hồng nhạt dùng nguyên nhá 55 nghìn cho mã hồng nhạt con này gọn chị em 60 bằng ok rồi lên hồng nhạt chung là được giá không đi luôn chị em mình 55 k cho mã hồng nhạt chị nào lấy hồng nhạt chút hồng nhạt hết là cho nó gọn nha hồng nhạt rồi có hai đen thôi. Trắng cho TT. Đen cho Nguyên 57. Hồng nhạt. Đen này 57 đổ về chị nào lấy. Đen chung là được có hai con đen, chị nào lấy đen chút đen chung là ok nha chị em mình ơi. Nha. Có hai đen, chị nào lấy đen lên đen chung là được. Comment đen chung là ok. Luôn. Nha, hai đen, chị nào lấy đen chút đen chung là được nha chị em mình ơi. Comment đen chung là ok nhá, chị nào lấy đen chút đen. Đen cho Phương Lê. Rồi tiếp. Con này lên mã chữ xanh. Size này chị em lấy 60 ok, vải nó rất là sướng. Chữ xanh 60kg ok không, dạ cho mình, Liên Nguyễn. Toàn bộ là chữ mới hết. Toàn bộ là mẫu mới. Toàn mẫu mới hết. Rồi cho nguyên con này 60 vô tư. Đấy. Nên là hôm bữa chị nào đã mua vài con rồi. Hôm nay lại mua được nhiều nha. Con khác. Tại vì kiểu nó khác. Không giống như kiểu đợt vừa rồi. Rồi lên chữ trắng cho nguyên là ok. Cảm ơn chữ trắng. X lập thì x chữ xanh chữ trắng đó sao. Chữ nó chữ xanh thì Quỳnh Dương. Chữ xanh cho Quỳnh Dương. Rồi con này 57. Rồi lên mã vàng 57 cho Nguyên. Phải nó sướng.
Không, em lai áo nữ không có áo bác. À không có áo nam. Cái này không có áo nam. Rồi lên mã vàng. Vàng có một chút vàng chung là được như vậy mà thôi. Rồi lên vàng. Comment vàng. Rồi lên mã ngọc. Ngọc, chị nào lấy ngọc comment ngọc chung là được. Ngọc này ngọc vừa 55 đổ về này chị em nó. Ngọc vừa 55 đổ về là ok. Chị nào lấy ngọc vừa comment ngọc vừa chung là được. Con này 55 đổ về thôi, đẹp quá. Nha, chị nào lấy ngọc vừa comment ngọc vừa chung là được như vậy mà nhá. Chốt mã ngọc vừa, chị nào lấy ngọc vừa comment ngọc vừa. Rồi lên mã này. Lên hết rồi. Hết rồi nha. Mạng nhà Nguyễn Hữu lên xa chậm hề. Chậm hề. Ngọc vừa cho anh Phương. Rồi con này 60 vô tư. Rồi lên mã cam to. Cam to 60 vô tư. Dạ chị ơi em lên à, em lên sen sen gì vậy? Lên sen sen sẽ còn lên đồ bé. Còn Ngọc lên đồ bé và nha. Còn lên đồ lớn, rồi lên mã cam to. Còn lên lớn và còn lên bé như vậy mà nó. Còn lớn và còn bé lên mã số 2 kèm màu, một màu xanh cốm và một màu cam. Một màu cốm và một màu cam. Trời ơi con vải. Không có nam chị ơi, không có nam. Cái này chỉ có nữ thôi, không có nam. Thái chỉ có thái nữ, không có thái nam. Cam to nè. Cam to đấy. Cam to cho Quỳnh Dương. Phong này chị em mình lấy 60 62 vô tư nè. Nè, rồi lên mã số 2 kèm màu, có một cái màu xanh cốm và một cái màu hồng nữa. Đẹp lắm. Mua vài con để dành mà mang riêng áo thun chị em mình mang quanh năm. Lên mã số 2 kèm màu. Chúc mã 2 kèm màu. Em ơi Nguyễn Hữu lên sai em ao ra, em vô lại nhá. Em ao ra em vô lại thử nhá chứ thấy còn lên sao không? Cái này có 2 con thôi. Rồi lên mã số 2 kèm màu. Có một con màu cam và một con màu xanh, lên mã số 2 cho nguyên là được như chị em mình ơi. Hồng này có một. Hồng này có một, con này thun sứ gỗ này chị em mình ơi. Hồng size 60. Hồng size 60. Chị nào lấy hồng comment hồng trong là được. Cho Đặng Vũ Lê. Hồng, chị nào lấy hồng phơm 60, sale giá mình 55 hồng. Chị nào lấy hồng size 60, sale giá mình 55 hồng. Chị nào lấy hồng comment hồng trong là được nhé. Comment hồng. Rồi lên mã này. Hồng cho Đặng Vũ Lê luôn. Con này lên mã bò, màu vàng bò. Cũng phải màu bò mà là màu vàng. Con này phơm vừa. 52 55 thôi. Con này lên mã vàng vừa đi, bò vừa gì cũng được. Có 3 con. Hết hồng rồi nha. Có 3 con, rồi lên mã bò vừa hoặc là bò vừa hoặc là vàng vừa cho Nguyên nhé. 55 đổ về là chị em chốt đẹp nha. Giá đi luôn chị em 55k. Ai lấy cái này lên nhanh tay. Giá đi 55, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha. Có được 3 con thôi. Có được 3 con này chị em mình tranh thủ nhé. Rồi hết hồng rồi nha. Tiếp luôn dùng Nguyên con nè. Tiếp luôn, rồi lên mã hồng. Mình mang được luôn. Ở to đó, số mấy rồi. Nhưng mà chốt cho bé tầm 38 kg là được rồi. Con nít đến 38 kg được. Vàng vừa cho Linh Chi. Rồi lên mã hồng. Ồ nãy đọc biết cái gì đọc không có nhớ. Giờ không nhớ đâu chị ơi. Giờ không nhớ đâu chị. Giờ không thể nào nhớ được đâu. Rồi cho Nguyên con này hồng. Comment hồng cho Nguyên là được. Chốt hồng cho Nguyên kèm số ký. À nhầm lộn. Lẹo, không phải hồng kèm số ký. Hồng này con cái thôi. Hồng có con cái thôi. Rồi con này lên mã chữ nổi. Chữ nổi crop top. Form này nè. Form lửng nha với crop top. Rồi lên mã nổi chung là được. Sale luôn chị em mình con này 55k nổi. Chị nào lấy nổi chút nổi chung là được. Thế dạ mọi người. Form lửng ấy. Nổi form lửng. Form 55. Hello chị Sương Thu nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Form này form vừa. 55 đổ về. Lên mã nổi kem. Comment mã nổi kem chung là được. 55k nổi kem. Chị nào lấy nổi kem. Comment nổi kem chung là ok. Chút mã nổi kem. Comment nổi kem chung là được. Thế dạ mọi người. Đọc tên là có chứ giờ không nhớ đâu chị ơi. Cái này sai. Chị em mình dưới 50 này. 48 đổ về, 45-48 đổ về. Cái này bo rip với chị em mình rồi. Rồi lên mã rip, con này form nhỏ như vậy mình. Form ôm á. Rồi lên mã rip trắng. Cái này form ôm nhá. Chút mã rip trắng chung là ok. Con cái rip trắng, chị nào lấy rip trắng, chút rip trắng chung là được. Nổi cho Đặng Vũ Lê. Rip trắng nè. Comment mã rip trắng chung là được chị em mình rồi. Trắng form nhỏ như vậy Trần Khánh Văn nhá. Rồi cho nguyên con này 60 vẫn ok. Rồi lên mã nổi xanh. Trời trắng ơi. Cho Trần Khánh Văn. Chị em mình nhìn nè. Rồi lên mã này mã nổi xanh. Chút mã nổi xanh trong người được quá đây chị đi. Comment mã nổi xanh. Comment mã nổi xanh. Em lên rồi chị ơi, comment mã nổi xanh. Lên mã nổi xanh. Nổi nâu. Cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ vì còn rất là nhiều hàng sale. 55.000 một cái thôi. Nổi xanh cho Liên Nguyễn. Rồi lên mã nổi màu nâu. 55.000, chút mã nổi nâu 55 trong là được như vậy mà nó. Comment mã nổi nâu 55, chút nổi nâu 55 trong là được. Rồi lên mã này mã nai. Phôm 60 cũng là chữ nổi luôn. Rồi lên mà nổi trắng chung là được như vậy mà. Phôm này 60 kg. Chị nào lấy nổi trắng comment nổi trắng chung là được, đẹp lắm. Nổi nâu cho ông thì Hằng Nga. Rồi lấy mã nổi nổi trắng. Nổi trắng như vậy mà nói. Nổi trắng này.
đổ màu xanh nhạt này, nổi xanh nhạt này, phôm to phôm 60 ok luôn, nổi xanh nhạt. Nguyên đang đi đồng giá 55.000 nha, theo thung thái đồng giá 55.000, con nào cũng 55.000. rồi lấy mã nổi xanh nhạt, nổi trắng cho nhung hình, nổi xanh nhạt, nổi xanh nhạt có hai con, có hai con hai chữ khác nhau nhé. Lên mã xanh nhạt ba con, xanh nhạt có ba con, chị nào lấy xanh nhạt chút xanh nhạt và lên mã cốm cho Nguyên hòa được. Dán đi thì chạy mình 55.000 thôi. Rồi chốt cốm cho Nguyên. Ok, chị nào lấy cốm các bên cốm nhé. Đẹp rồi. Xanh nhạt cho Kim Nhung Ngô. Khách mới lên thông tin cho em xanh nha. Xanh nhạt cho Loan Văn Phong. Kim Nhung Ngô lên địa chỉ số điện thoại nha. Chị em mình lên địa chỉ lên số điện thoại luôn cho like giúp Nguyên nha. Rồi cho Nguyên cốm. Chị nào lấy cốm comment cốm cho Nguyên là cốm được cho nha. Nguyễn Hữu Linh Sa. Cốm. Ôi giờ Nguyễn Hữu Linh Sa lại lên trước nè. Rồi lên mã G. Ôi đẹp thế. Comment mã G mỗi thứ có 1 cái thôi chị em mình ơi. Trên mã G mỗi thứ có 1 cái thôi. Đẹp, chị em mình tranh thủ chốt. Ai tag tên bạn bè, tag tên chị em vô mỗi người mỗi cái, mỗi người vài xanh cái. Xanh nhạt cho Phạm Thu Hà. Mỗi người vài cái. Riêng mà thung thái mà đi 55.000 thì bằng chị em mình đi mua hàng khô á. Hàng TC á, người ta đã chạy em bên giá này rồi. Rồi cho nguyên con này. Comment mã G trắng. Hôm nay chị em tầm 60 đổ về chị em chúc đẹp nhé. G trắng nè. G màu thấy rồi nha. G màu bò bò nè. Cốm đậm thấy rồi. G màu cam, màu hồng đậm nè. G màu xanh chuối nè. Được chưa? G màu hồng. G màu nâu. Thôi chốt lên like thôi, giờ ai đi lựa. Rất là nhiều mà thậm chí G trắng cho ông thì Hằng Nga. Thậm chí đóng đi rồi nữa thì làm gì là biết còn cái nào. Đóng theo cọc đi mà. G trắng em hết. Nói chị nào hỏi thì cứ bảo vô Nguyên đang like vô chốt like đi. Yeah. Nguyên đang like kìa. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã G hồng đậm cho Nguyên là được. Quá đẹp con này. Chị em mình nhìn con này nó lon đẹp chưa. 40, 60 mang ok. Chị ơi chị Kim Trung Ngô lên địa chỉ lên trên like. Kim Nhung Ngô lên địa chỉ số điện thoại nha. Chị Kim Nhung Ngô lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like giùm em chị ơi. Nha, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like giúp Nguyên nha. Rồi cho Nguyên con này xanh chuối. Rồi hồng em hết rồi. À em nặng khách chốt luôn rồi. Trời ơi để em thay cái khác. Kiếm cho chị cái màu vàng khóc đi em. Em thay cái khác nha, tại vì áo con đang mang khách chốt hết rồi. Rồi cho Nguyên con này sao? Thế. Ồ, vui vậy. Con cái đưa anh chị cách hỏi lẫn chí. Có rồi chị, rồi ok chị. Rồi cho Nguyên con này nha. Rồi lên mã G xanh, G hồng, màu nào cũng đẹp. Màu bò bò. Màu nu nu. Rồi chị nào lấy G kèm màu chung là được. Ừ ok, cái gì cũng được nhưng mà G xanh. G xanh cho Phương Lê. G xanh chị Phương Lê. G hồng chị Thùy Trang. Rồi không chị Thùy Trang. Em không có cái nào được 4 cái hay 5 cái, mỗi chị em 1 cái. Xanh chuối dây Phạm Thu Hà. Thế. Xanh chuối cho chị Đặng Vũ Lê. Rồi còn 2 cái, 1 cái màu kem, 1 cái màu nu nữa là nguyên hết. G kem và G nu. Và G bò đi. G kem và G bò đi. Chị em mình lên mã G kèm màu cho được nhá. Màu bò bò này. Nguyên nói là thun thái, Nguyên nói khách nhà Nguyên mua rồi là cứ hỏi tới hỏi lui. Nên là dạ mình yên tâm, vì thung thái mang cái này. Bà nhắn tin nhắn rồi đó. Này, đẹp chưa? Nha, 40-60 đơn giản dạ mình mang đi chơi, mang con này mix với cái chân váy cũng đẹp. Mix cái quần riêng cũng đẹp. Đấy, nhẹ nhàng. Rồi cho nguyên con này. Riêng cái gì chứ thung rất là dễ mang mà mua mãi không dư. Nói thật sự mua mãi không dư. Rồi cho nguyên con là màu bò và một kem. Nha, chị nào lấy G bò và G kem. Rồi lên mã số 5. Số 5 kèm màu nhé. Rồi lên mã số 5 kèm màu. Comment mã số 5 kèm màu có màu hồng đậm. Chưa Duyên ơi. Tại vì cái này đóng rồi. Đóng rồi nó không còn đầy chị ơi. Đại. Đấy, nằm đó chốt đi, không lên được, nằm đó chốt đi không chạy lên đây. Rồi cho Nguyên con này lên mã số 5 kèm màu. Số 5 kèm màu, 5 màu hồng, 5 màu đỏ, 5 màu xanh, 5 màu trắng, 5 màu bò. Đấy, chị nào lấy mã số 5 kèm màu chung được đi 55.000. Nguyên nói người ta hay chạy thun thái rẻ mình là 79.000, 85.000 là người ta bán like. Là rơi vào 79.000 là giá rẻ, còn không là 85, 89.000. Đó, Nguyên đi chạy mình 55.000. Chạy mình cứ để thun thái đi. Có tông thái người ta bán bao nhiêu tiền. Rồi lấy mã số 5 kèm màu. 5 trắng cho Kim Nhung Ngô. Chủ yếu là Nguyên chạy số lượng thôi. Nên là chị em mình cứ yên tâm mà mua. Như chị em mình đi mua giá sỉ số lượng nhiều ấy. Rồi lên mã số 5 kèm màu chung là được nhá. Nè, màu bò nè.
Rồi ai lấy mã số 5 cài màu chung được nhé. Huỳnh. Dán đi chị em, mình chỉ có 55.000 con thôi này, chị em mình tranh thủ chốt. 55k chị ơi. Cho chị Thanh Yên. Rồi hết. Hết hồng. Nguyên còn màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Trắng cho chị Đắc Nhi. Đắc Nhi. Xanh cho chị Ngọc Trâm. Rồi còn đỏ nữa là hết. Còn đỏ nữa là hết 55k. Còn đỏ nữa là hết 55k như vậy mà luôn. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ chung là được. Đỏ 55. Dạ không, cái này không có 70kg á chị Nguyễn Thảo ơi. Cái này không đến 70kg nha. Rồi cho nguyên con này đỏ. Hết hàng, hết mã này nhá. Hết mã số 5, đỏ cho Thi Trần. Đỏ cho Thi Trần hết. Rồi cho nguyên cái này cũng mỗi số một cái này. Cái này có 3. Lên mã số 3 cho nguyên kèm màu. Màu hồng, màu trắng, màu đen. Lên mã 3 cho nguyên nhá. Màu hồng, màu trắng, màu đen. Đẹp. Mua 5 con. Ít nhất con có lai này mua được 5 con. Phun 60. Rồi lên mã này, mã số 3 có 3 màu. Có 3 cái. Lên mã 3 cho Nguyên có 3 cái. 3 hồng, 3 đen và 3 màu trắng cho Nguyên là được nha chị em mà nói. Đẹp. Ba đen cho Nguyên hửa lên xa. Đẹp quá. Không, em không lên bộ. Không lên bộ. Nào có bộ thun thái được, không có bộ thun thái thì. Không có bộ thun thái luôn á chị em mà nói. Màu hồng cho chị Mai Mai Athi à. Chị ơi lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em với chị. Bỏ riêng ra. Ở dưới lên địa chỉ, lên số điện thoại đó. Chị Mai Athi ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em. Rồi còn cái màu trắng nữa là hết cho mã số 3 nha. Cái màu trắng nữa là hết. Cái nào mà sứa gỗ à, thúng sứa gỗ ok chị. Ok, sứa gỗ em bác, thúng sứa gỗ. Rồi cho nguyên con này. Comment mã này. Chốt mã này lên luôn dùng nguyên này. Comment trắng chung là được. Comment mã 3 trắng. 3 trắng cho Linh Chi. Rồi cho nguyên cái này vàng, vàng có 1. Vàng có 1, chút vàng cho được. Ui con này dày cụm cùng cơm đầu khô phân 60. Vàng có 1. Chị nào lấy vàng comment vàng nhé, vàng này có 1 thôi. Rồi lên vàng cho Nguyên là ok, vàng có 1. 462kg mang ok, con này đẹp quá chị em nè. Rồi lên vàng, vàng có 1, 462. Rồi lên vàng cho Nguyên là ok, chị nào lấy vàng. Cái này có 1 cái duy nhất. Rồi lên đen cho Nguyên là được. Đen có 1 cái duy nhất, chốt đen cho Nguyên là được nha chị em nè. 1 cái duy nhất phôm vừa. Vàng cho Phú Trương. Hôm nay 57 có ý đổ về là chị em chốt ok. Mua cho được 2 cái, 3 cái, Nguyên nói thiệt sự luôn ấy. Mua cho được vài cái 57, cái này 60 vẫn mang được nha. Chị em mình lên mã chữ đen có 1. Chữ đen có 1, chốt chữ đen cho Nguyên là ok có 1. Chị nào lấy chữ đen comment chữ đen cho Nguyên là ok. 55k cho mã chữ đen, chị nào lấy chữ đen. Con này là phong ôm. Chữ đen cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Lên mã nổ đen cho Nguyên là được. Cái này mang ôm nha chị em mình ơi. Cái này chị em mình sẽ là mang ôm body. Cứ bỏ dưới cho chị đi rồi chị cũng lấy được. Cái này chị em sẽ mang ôm body. Rồi cho Nguyên con này đen. Chị nào lấy đen lên đen. Còn chỗ nữa không sao? Còn nữa không thì đánh luôn. Đấy. Tỉnh hết à? Tỉnh hết à? Trang váy em mang không chị ơi? Rồi cho Nguyên đen. Đen này chị ti ti. Ti ti. Đen chị ti ti. Rồi cho Nguyên lên chữ hồng. Thấy con cá bỏ cho chị. Rồi lên mã S. Cái này có 3 con thôi. Rồi lên mã 3 đi cho nó dễ. Màu lại lại đẹp đẹp. Trang váy em mang không? Trang váy em mang bán lâu rồi. Lâu lắm rồi. Cái này phun lửng này. Cái này phun lửng chị em còn ơi. Rồi lấy mã lửng kèm màu đi. Xanh, nu, trắng có 3 thôi. Lửng kèm màu xanh, màu nu và màu trắng. Đúng 3 con cho mã lửng. Chị nào lấy lửng comment lửng cho Nguyên là được nha chị em còn ơi. 3 con. Lửng xanh, lửng trắng và lửng nu nha. Giá đi 55.000. Phun này 57kg. Chị nào gọn lấy 60 ok. Chị nào lấy mã lửng comment lửng cho Nguyên là được. 55k một con cho mã lửng. Chị nào lấy lửng comment lửng. Các bạn nó xanh như vậy. Rồi tiếp luôn dùng cái này con cái phôm 60 vô tư. Rồi lên mã chữ xanh, phôm 60 vô tư như vậy mà thôi. 40, 60, 62 vô tư nhá. Chị nào lấy chữ xanh comment chữ xanh cho Nguyên là được con cái. 55.000. Chốt mã chữ xanh, chị nào lấy chữ xanh chốt chữ xanh. Cái mã lửng đẹp lắm á, chị nào lấy lửng chốt lửng. Nu lửng. Mã lửng đó ở dưới đó xả. Ấy là ghi nu lửng là làm gì có cái nào. Răng hông ba cái lửng đó chứ chi. Đó. Kem đó. Nu lửng cho Nguyễn Ánh, lửng trắng cho Mai Cỏ. Rồi cho Nguyên con này lên mã chữ hồng. Phôm to, phôm 60. Con này phôm to, phôm 60 nhá. Comment mã chữ hồng. Phôm to, phôm 60 vải nó rất là sướng. Nha chị nào lấy chữ hồng. Này. Hồng nu nu ấy. Rồi lên chữ hồng cho Nguyên là được. Chữ xanh chị Tây Tây kìa. Chị ơi 55.000. 55.000 một con. Rồi chị nào lấy chữ hồng comment chữ hồng cho Nguyên là được. 55k một con nhé.
cổ này giờ có hai cá thôi, cổ này có hai cá thôi, cổ lửng nhé chị em ơi, 57 độ về chị em chốt đẹp có đúng hai con, rồi lên mã cổ đen và cổ cam có đúng hai con thôi. Em đi đồng giá 55 nhá, đồng giá 55, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè, không có cái nào đen trơn hết chị. Rồi lên mã cổ chữ theo, form này 55 độ về chị em chốt đẹp nhá nha, có cổ đen và cổ cam 55 độ về là chị em chốt ok cho mã cổ. Chị nào lấy cổ comment cổ trong là được như vậy mà thôi. Ôi con này cu tay quá. Cổ cam cho Lê Thị Hoa. Lửng hết rồi Trình Hạnh nha. Dưới nó còn con lửng không? Mở nè. Còn lửng vô má thôi, chỉ xanh thôi. Còn con lửng màu xanh thôi chị. Thì chốt cho chị đi. Trắng với lại à, xanh nè. Cổ đen cho chị Phan thì Mỹ Lưỡng kìa. Ghi giá chứ sao cũng được. Đẹp chưa? Rồi lên gấu cho nguyên con này có tâm đầu khô, form này 60 vô tư. Con này cân quá, cái này càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Cho nguyên mã gấu cho nguyên là được nha dạ mọi người. Đấy, chị nào lấy gấu, comment gấu cho nguyên là được. Cái này cân này, comment mã gấu xanh cho nguyên là ok. Nha, chốt lên mã gấu xanh nè. Gấu xanh cho nguyên nè. Rồi gấu cốm nè. Xong cái mã nào dẹp đẩy qua bên này đi. Rồi lên mã gấu cốm cho nguyên là được nè. Gấu trắng cho nguyên là ok nè. Gấu màu vàng nè. Gấu màu đen đấy, từng này con chứ mấy. Rồi lên mã gấu kèm màu, gấu đen cho nguyên này, cái này cưng này dạ mà thôi. Gấu đen nè, gấu màu vàng. Nhà em mà có đơn là nhà em chủ động gộp, cô không có cần nhắc chị ơi. Lên gấu kèm màu nhé. Rồi còn màu trắng, màu cốm, màu vàng và màu đen thôi. Chút màu cho nguyên nhé dạ mà thôi. Lên gấu kèm màu đẹp lắm. Em nói là nhận con này những cái con áo này. Gấu cốm cho Phạm Thị Hà. Phạm Thu Hà. Rồi cho nguyên con gấu kèm màu chung là được nhé. Đằng sau này, mã này cưng lắm. Đấy, chị nào lấy cái này gấu, comment gấu kèm màu. Chị Lê Thị Hoa khách mới cho Lê Thị Hoa. Ok, rồi lên mã gấu vàng, gấu đen nữa là hết. Gấu vàng và gấu đen nữa là hết, 55k con thôi. Cốm hết rồi chị. Cốm hết rồi nha. Hết gấu cốm rồi chị, còn gấu vàng với gấu đen thôi. Nè, đằng sau của nó nè, đẹp chưa, cưng chưa. Đây, chị nào lấy cái này. Màu trắng em hết gấu rồi. Hết gấu trắng rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gấu vàng. Gấu vàng cho Thanh Niên. Rồi còn gấu đen nữa là hết. Gấu đen nữa là hết 55.000 con thôi. Gấu đen nữa là hết 55.000 con gấu. Dạ mình ơi, cưng trên này 40-60 chị em mình mang ok con này. Rồi còn gấu đen nữa nguyên hết. Chị nào lấy gấu chút gấu chung là được như vậy mà nó. Còn gấu đen. Gấu vàng em hết rồi chị Loan Nhân Phong ơi. Chị có màu đen vừa nguyên nè. Hết trắng còn màu duy nhất còn hai cái màu đen. Còn có hai cái màu đen, rồi lên mã gấu kèm màu hai cái màu đen thôi. Có hai cái màu đen thôi nhé chị em mình ơi. Gấu đen cho Kim Nhung Ngô. Rồi lên mã này là mã chữ kèm màu. Gấu đen cho Phúc Phan. Rồi hết gấu luôn chị em mình nhé. Đi rõ Cúc Phan nào kìa. Đi Cúc Phan khác, à? Cúc Phan khác. Rồi cho nguyên con này. Cái này phun vừa. Tầm 52 đổ về chị em chút đẹp. Cái này tầm 52 đổ về chị em chút đẹp nha chị em. Cái này phơn vừa thôi. Coi 52 đổ về nhá. Nha, rồi lên mã vừa. Con này 52 đổ về thôi nhá. Màu nu nu này. Màu cam này. Màu hồng này. Màu này là màu gì ta? Cho màu một gạch đi, cũng là màu cam, gọi là màu gạch đi. Sao màu. Màu cam, màu gạch, màu hồng, màu đen, màu hồng và màu xanh ngọc. Nha, chị em mình lên mã vừa. Vừa màu nu nu nè, gấu hết rồi chị ơi. Vừa màu nu nè, vừa màu xanh nè. Nu vừa nè. Nu vừa nè. Nu vừa nè. Nu vừa nè. Xanh vừa nè. Cái này nu vừa cho Hà Nguyễn. 52 đổ về thôi nha. Xanh với đen nè. Xanh với đen cho chị Đặng Mỹ Diệu nè. Xanh đen cho Đặng Mỹ Diệu nè. Rồi còn cam. Màu hồng. Màu cho này gọi là màu gạch đến cũng. Cam cho chị Phạm Thu Hà. Gọi là cũng màu cam nhưng mà đậm hơn, gọi là màu gạch, nhưng tạm gọi là màu gạch nha. Cái này màu cam đậm đấy, cam tươi, cam đậm và hồng hết. Cam tươi, cam đậm cho chị Khoa Đức Nguyễn. Rồi còn cam đậm, còn hồng nữa là hết chứ chị em mình ơi. Còn cam đậm và hồng nữa là hết. Cái này phôn vừa nha chị em mình ơi. Nu em hết luôn chị ơi. Em đang đi dạy mà là 55.000 con nên là dạy mình chưa có tranh thủ chốt, chưa có tranh thủ chốt. Còn cam đậm thôi chị nha, còn cam đậm này thôi nè. Chị nói lấy cam đậm chốt và hồng nữa thôi là hết.
Còn cam đậm và hồng nữa là hết rồi. Chị nào chưa có chốt nhanh tay như vậy mình ơi. Cái xong cái mã nào cũng tương hết nè. Cái này mã số 2. Cam tư hết rồi chị, hết cam tư rồi còn cam đậm. Rồi lấy mã số 2. Nô em hết rồi chị Trang Kiều ơi. Rồi lấy mã số 2 cho Nguyên là được, có 2 cái. Này, con này 60. Sao mã này cũng cưng thế này. 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 Rồi lên mã số 2. Có một cái màu vàng và một cái màu kem, 40 60 mang ok. Rồi lên mã số 2 cho Nguyên là được nha. Đây luôn trẻ mình con này 55.000. Chị nào lấy mã 2 cầm em mã 2 cho Nguyên kèm màu. Một cái màu nu, một cái màu vàng cho mã số 2. Chị nào lấy mã 2 nha, chốt mã 2. Cầm em mã 2 cho Nguyên là được. Chị nào lấy 2 kèm màu. Rồi đỏ con cái nè. Đỏ này con cái nè. Lên mã đỏ cho Nguyên đi. Có một cái duy nhất, lên mã số 1 cho Nguyên là được. 40 60 mang ok những con này hết cái dẻo mà thôi. Rồi lên luôn dùng nguyên đỏ có 1. 40 60 55 ca hàng con nha. Chốt lên đỏ cho Nguyên là được. Con cái đỏ chị nào lấy đỏ comment đỏ cho Nguyên là ok như vậy mà thôi. Comment đỏ nhé, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Rồi lên mã này là mã cốm con cá. Mã màu. Một đây. Một đỏ. Một đỏ cho Đắc Nhi. Chị Đắc Nhi ơi, lên địa chỉ lên like cho em đi chị. Chưa có địa chỉ thôi. Lên địa chỉ trên like cho em đi. Đắc Nhi lên địa chỉ nha. Khách kiểm tra thử là có ấy thì phải lên báo lên thông tin chứ không mất công. Rồi cho Nguyên cái này lên cốm cho Nguyên có cá 40-60 ok luôn. Rồi cho Nguyên cốm, chị nào lấy cốm comment cốm cho Nguyên là được. 40-60 mang ok. Nha, lên cốm cho Nguyên là được, có một cá. Chị nào lấy cốm comment cốm cho Nguyên là được nha dạ mọi người. Cái này cũng có cá, lên mã C vàng có cá. Lên C vàng cho Nguyên nhé, cái này phong vừa nè. 52-55 nè. Lên đơn phải có địa chỉ nha, không có địa chỉ em không chốt đơn được nha. Đấy, mua hàng phải lên địa chỉ. Ok chị nhá. Rồi cho Nguyên con này lên mã vàng. Comment vàng. Vàng có 1. Vàng có 1. Chị nào lấy vàng lên vàng. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này lên mã trắng. Những thứ này có 1 cá thôi. Trắng có 1, phôm vừa. Phôm lửng. Trắng 57 cái đổ về. Nha, lên mã lửng trắng chung là được có 1 cá. 55k cho mã lửng trắng. Chị nào lấy lửng trắng, chút lửng trắng. Rồi lên mã này. Mã này, những cái mã này thấy còn có 1 cá rồi dạ mà nó. Rồi tiếp luôn dùng này. Rồi cho Nguyên con này lên mã lửng xanh. Số 2 màu vàng dưới kìa. Đó. Hai vàng cái thì biên. Trắng cho hồi văn. Rồi cho Nguyên con này xanh, xanh lửng, con 57. Xanh lửng size 57, chị nào lấy xanh lửng comment xanh lửng cho con được nhá, size 57. 55k rồi lấy mã xanh lửng cho con là được. Lửng xanh cho Lê Thị Ha. Rồi cho Nguyên con này, có một cái. Xe vàng cho Trịnh Hạnh. Xe vàng cho Trịnh Hạnh. Rồi lấy mã AE trắng, con này 52 đổ về thôi. Coi trời ơi chắc này. AE trắng 52 đổ về không cần quảng cáo nhiều chị em mình ơi. Em nói là khách toàn mua cả người chục cái, mười mấy cái đó. Mua lẻ đó. Còn khách mua lẻ mua nhiều lắm luôn ấy. Quen rồi xóa 55.000 cá. Chịu luôn á chị ơi. Đọc tên là có thôi. Đọc tên là có thôi. Rồi lên mã E trắng con cá. E trắng đó. Rồi lên mã C vàng 40-60 ok con này luôn nè. C vàng 40-60 con cá C vàng. Chị nào lấy C vàng comment C vàng là được 40-60 như vậy mà nói. Rồi lên mã C vàng. Không nhảy comment à. Đưa cái máy nó coi nè, đưa mượn máy nó coi nè. Dỡ lên đây, đưa đây. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Thôi đổi máy đi. Máy này không lót hết comment. Nè. Bao nhiêu khách lên đơn rồi mà khách không đọc hết trơn. Kiểm tra cái máy nó tới đâu rồi. À, trắng cho Phương Y Phạm. Rồi lên mã C vàng cho chị Ni Hà. C vàng cho Ni Hà. C vàng cho Ni. Rồi cho Nguyên con này xanh vừa 50-52 đổ về. Xanh vừa 50-52 đổ về. Chị nào lấy xanh vừa comment xanh vừa là được nhé dễ mà nói. Xanh vừa, chị nào lấy xanh vừa comment xanh vừa. Xanh vừa chị Ti Ti. Ni Hoàng. Ni Hoàng.
là đuổi quá đi. Lên like đi, ngồi dưới chút đơn cho. Chị. Con này 60 vô tư. Nha, chị nào lấy cái này lên mã số 2 có 2 con này. E trắng em hết rồi chị ơi. Màu đi, comment mã màu cho Nguyên đi, đẹp chưa? Có một con trắng mà con màu gạch gạch này thôi. Xanh vừa khách chốt rồi chị ơi. Cái này có 2 con thôi. Nha. Comment mã này lên mã số 2 cho Nguyên màu trắng và màu màu gạch đấy. Số 2 cho TT. Màu trắng và màu gạch lên màu đi chị. Màu đi, bóc màu màu đi. Màu ấy là màu mà cho Nguyễn Hữu lên xa đi. Rồi còn một cái màu gạch, chị nào lấy gạch lên gạch. Xe vàng còn cái gì mà nó 60 vô tư. Nha, rồi cái này vàng. Chị nào lấy xe vàng 40 60 vô tư hết. Chị nào lấy vàng comment vàng cho được. Mã xe vàng. Rồi lấy mã C vàng cho được. Mã này mã số 2. Để ý ngay đọc cái mã. Cái này mã C vàng. Chị nào lấy C vàng, cầm lấy C vàng cho được là ok. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này trắng to, form 60. Trắng to và form này là form 60kg. Nha. Đây luôn kẹo mình con này tàu khô này. 40-60 vô tư luôn. Chốt mã này lên luôn dùng nguyên. Số 2 còn màu vàng. Nhầm, số 2 còn màu gạch. Mã số 2 là còn mỗi màu gạch thôi chị. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chữ trắng cho Nguyên là được. Chốt mã chữ trắng cho Nguyên là ok. Chữ trắng 40-60 mang đều được hết. Chốt mã chữ trắng cho Nguyên là được. Rồi lên mã gấu. Gấu này có 2 con. Một gấu vàng, một gấu đỏ. Trắng cho Hồng Minh Trần. Rồi cho Nguyên con này gấu đỏ. Số 2 màu gạch cây thị biên kìa. Rồi trong nguyên con này lên mã gấu đỏ và gấu trắng có 2 con thôi. Chữ trắng gì đổ thu hằng. Rồi lên mã gấu cho Nguyên là được mà dễ mình cái này cưng nè. 60 vô tư gấu có 2 con. Một con đỏ một con vàng. Nha chị nào lấy gấu comment gấu cho Nguyên là được. Một đỏ một vàng. Có 2 con gấu thôi. Chị nào lấy gấu comment gấu cho Nguyên là được như vậy mà nói. Nha chốt mã gấu cho Nguyên là được. Comment gấu. Gấu có 2 con. Chữ trắng em hết rồi. Gấu có 2 con. Gấu đỏ và gấu vàng. Gấu đỏ và quên lộn. Gấu đỏ và gấu vàng không có gấu trắng nhé. Gấu đỏ và gấu vàng không hề có gấu trắng nhé. Rồi lên mã chữ vàng, form 57. Gấu đỏ cho Rubik thì Linh. Nha, chữ vàng này form 57. Con này quá xá đẹp luôn chị em ơi. Mà đi chị em mình bao nhiêu tiền? 55.000 cái. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã chữ vàng. Chốt lên mã chữ vàng cho Nguyên là được. Đây luôn chị em mình là 55k cho mã chữ vàng. Chị nào lấy mã chữ vàng comment mã chữ vàng cho Nguyên là được như vậy mình ơi. Rồi lên mã T. T có 2 cái, T màu gạch và T màu đỏ. T gạch và T đỏ. Xong cái ri váy với chị. Xong cái ri váy bỏ lên bán thằng ri nè. Rồi cho nguyên con này lên luôn dùng nguyên mã này là mã T. T màu đỏ và T màu gạch. Giá đi luôn chị em là 55.000. Chị nào lấy mã T kèm màu cho được như vậy mà nói. Qua bên này rồi bóc size luôn chị. Qua bên này đi. Size nó to hay nhỏ? Bỏ qua bên này rồi bóc size luôn. Một size. Đó là một size. Đây là mô là nó size nhỏ. Từ 2 đến 4 tới 15. Rồi chị nào lấy mã T. T đỏ nè, T gạch nè. T màu đỏ và T màu gạch. Chữ vàng cho Thị Biên. T vàng và T gạch cho Nguyên là được. Nha, con này quá đẹp luôn. 40-60 vô tư con này và giá em đi luôn chị mình 55.000 cho mã T. Chị nào lấy T kèm màu cho được, T vàng và T gạch. Em tạm may mắn tặng như vậy, em mã này đã phân xong. Từ mấy tới mấy cái chị? 24-35. Mấy? 24 tới 35kg luôn à. Trời ơi. T gạch cho Lan Chuột. Cái này như ấy là mang trên gối đó chị. Chị tham mang rộng rộng xíu được. Sụt súng cho em đi. T gạch thấy rồi nha. Nó nhỉ được không? Nó hơi ngắn. Nặng cái đó nhưng mà thời gian có thuộc không? Wow. Chị đứng lên em coi đâu. Có ngắn không? Mình cạo. Mình cạo 25kg lặng. Nhưng mà cho mấy đứa tầm 1 mét mình non thôi. Với mầm non thôi. Mầm non. Cho mấy đứa dưới 35 mua mầm non màu mang được. Mầm non là 35kg chị. Có đứa nào mầm non 35kg không? Lớp 5 đổ xuống. Chị nghĩ rằng 35kg mang mà mẫu giáo được. Bà bất giận mà. Tầm lớp 3 đổ về thôi.
Tập lớp 3 đổ về thôi. Con này em bán tặng 35.000 luôn nha, tặng 35.000 và nó rất là đẹp. Rồi lên mã váy lanh xanh trong là được cái dạng mà nó nha, lanh xanh từ 22 đổ lên 35 đổ về. Nhưng mà gác nồi tiếng đi chí để cho chạm mũi, gác nồi tiếng đi. Rồi chị nào lấy cái này, comment mã này, comment mã váy. Cái này không có 17 kg chị ơi, cái này không có 17 kg, 17 cái này hơi rộng nè, 17 như cái này nhỏ nhất hơi rộng nè. Rồi lên mã váy cho Nguyên kèm số kế cho anh được, tặng 35.000 con này. Em nói là giá này giá giật mình nha. Cho qua Đức Nguyễn nha, comment mã này lên luôn dùng Nguyên nha. Dạ mà thôi, chốt mã này là mã váy bé kèm cho Nguyên số kế là được nha. Đến 35k, đến 35 kg mang ok luôn con này đó. Còn thun thái, còn thun thái gì ơi, còn rất là nhiều thun thái. Em xem cái mã này thấy chị em sợ buồn ngủ quá nên là đổi qua cái này xíu. Còn thun thái còn ít, tầm chưa tới 200 con, tầm 200 con nữa. Rồi cho Nguyên con này lên mã váy kèm cho Nguyên số ký là được nha. 34 kg. Váy kèm số ký cho Nguyên là ok, váy kèm số ký, váy kèm số ký nha. Váy kèm số ký cho Nguyên là được 35.000. mà con này nhà này là chuyên hàng xuất khẩu, con này toàn hàng xuất khẩu nha. Chị nào lấy váy xanh kèm cho Nguyên số ký là được. Giá em đang đi luôn chị em là 35.000 một cái. Nghe rõ cái giá cho Nguyên nha. Giật mình luôn, em nói thật sự luôn. Nguyên nói rẻ bèo bọt, mai trôi gì cũng 80.000 cả. Rồi là giá bèo bạc, mai trôi gì cũng 30, ông có lộn 80.000 cả. Thôi ai đi con này 35.000 hết. Đó, bán tặng cho vậy mình. Thấy chị nào lấy cái này lên mã váy lanh cho Nguyên kèm cho Nguyên cái số ký là được, từ 22 độ lên giờ đến ba mấy. Giờ đến 32 cái đổ về còn size. 25 hết rồi nha, 34 cũng hết rồi. 25 còn không? Hết rồi, còn 30, 32. 25 còn không? 30, 32 rồi. Một khác. Còn ai chưa có cái này lên luôn dùng nha. Siêu siêu rẻ luôn chị em mình ơi. Siêu rẻ luôn. 25 hết rồi. Rồi lấy mã này là mã lá kèm size. Lá này kèm size, chút lá kèm size chung là được nhá. Em bây giờ em chỉ có 35.000 cá thôi. Lên mã lá kèm size 35k. Nha, từ 20 đổ lên. 20 đổ lên. Và 35 cái đổ về. Trời ơi, những con váy này chẳng dưới là đuôi cá nhá. Chị nào lấy lá kèm size cho là được nhá. Giá đơn chị mình là 35.000 con. Chị nào lấy lá kèm cho Nguyên cái số ký là được. Size cho gái nhà mình từ 20 đổ lên, 35 đổ về. Lên mã lá cho Nguyên là ok nha. Chị nào lấy lá comment lá cho Nguyên là được. Chốt lá kèm số ký cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Comment mã lá cho em cái cọc bộ chị. Lá kèm size. Lá 25. Lá 25 chị Quỳnh Dương. Cho Quỳnh Dương 34 cho chị Trần Khánh Văn. 34 chị Trần Khánh Văn. 34 gì chị? 34 gì Trần Khánh Văn. 20kg gì Tâm Lê. 20kg cái ngồi chị Tâm Lê. Tâm Lê 2 cái 28 có không chị? 28 được con cá thôi chị. 28 và 29. 28 chị Giang Trần. Sao nhỏ nhất em hết rồi. 33 chị Hồng Minh Trần. 35.000 một cái. Hiện tại con size gì? Hiện tại con size gì? Còn 30 với 32 thôi dạ mình ơi. Còn 30 với 32 thôi. Trời, 35.000 vậy mình ơi, rẻ quá. Mà không phải chứ, em sale 35.000 chị em mình, em cứ sợ sale 35.000 chị em mình, chị em mình lại tưởng cái hàng sủng sủng người ta treo chợ ấy. Em sợ chị em mình cứ nghĩ nhưng cái này là nhà này chuyên hàng xuất khẩu. Đó, còn một con sale 32, một con sale 35 nữa là hết. 32 33, còn hai con thôi. Còn hai con 32 với 33. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Cái nó phân rồi mà. Rồi cho em lên đi. Cái này từ mấy tới mấy cái gì? Từ số 30 tới số 40. Cái này còn một ri to. Bộ này bộ to. 30 độ lên. Nha. 40 độ về có sang. Vải này là vải đuổi. Bộ này là bộ đuổi. Nha dạ mình ơi, bộ này là bộ đuổi nhá. 30 độ lên, 40 độ về. Tặng 35.000 luôn. Cái bộ này chị em sắp này, em nói bộ này sắp này. 35.000, em nói tệ ra cũng bán được 70.000, 80.000 cái bộ này. Đấy, nhưng mà toàn bộ hàng này là hàng đẹp, hàng bên nhà này là hàng xúc.
Rồi chốt lên mã lá cho Nguyên lá đỏ hoặc lên mã bộ kèm cho Nguyên số ký là được. 30 độ lên 40 độ về. Chốt mã bộ cho Nguyên nhé. 30 độ lên 40 độ về và giá em bán tặng chị em 35.000. Chốt mã bộ kèm size cho Nguyên là được nhé. 30 độ lên 40 độ về mà đi chị em 35.000 nha. Bán tặng ấy, chị nào lấy cái này lên mã bộ cho Nguyên là được. 30 độ lên 40 độ về là có size. Bán tặng luôn chị em mình là 35.000. 40 được 2 bộ không? 2 bộ tặng Khánh Quang. Rồi ai lấy cái này lên mã lá cho Nguyên đi. Chốt mã lá, mã bộ kèm màu cho Nguyên là được. Comment mã bộ kèm màu. Em đang lên cho chị em mình là 35.000. Nghe rõ cái giá luôn cho Nguyên nhé. Nghe rõ cái giá luôn cho Nguyên nha chị em mình ơi. Rồi chị nào lấy bộ chốt bộ cho Nguyên đi. Comment mã bộ kèm cho Nguyên cái số kế là được. 35 và 40 cho Hạ My. Còn 30, 32, 38. 38 cho Mỹ Hạnh Hồ. Rồi. Còn 30, 32. Cái này em còn mấy bộ này? Cái này mà còn mấy con váy nè. 13 độ lên. 13 độ lên, 17 độ này. Còn được 4 cái. Rồi lên mã váy cho Nguyên là được. 13 độ lên 14, 15. 30 cho Khoa Đức Nguyễn. Áo sau lưng em. Áo bomber hả chị? Hay là áo gì? Váy này lên mã bơ chung là được. Váy bơ 13 độ lên 17 độ về. Có 4 cái chứ mấy. Rồi lên mã váy bơ chung là được nhé. 13 độ lên 17 độ về. Váy 17 chị Như Ngọc. Như Ngọc. Rồi ai lấy cái này lên mã váy 35k. Bộ lá 38 còn không chị? 38 kia à? Còn 32. Còn toàn bộ bộ hồi nãy là còn 32 kg thôi nha. Rồi chị nào lấy cái này lên bơ hết size 17 rồi chị, còn 16, 13, 16, 13, 14, 16 còn 3 bộ nữa thôi. Còn 3 cái váy nữa thôi. Chị nào lấy váy xuống váy. 13, 14, 16 còn 3 cái. Nha, chị nào lấy váy kèm. Chị ơi lên số ký cho em. Cái mã chữ trong cùng chị. Chị cái mã trong cùng, cái mã nó mã hồi nãy rồi cho em mã trong cùng. Ờ. Cái này cũng váy y đó. Váy đi cho em. Chị ơi lên số ký không, lên số ký là chịu em bán thằng mã này nên em chịu tiếp lại cho chị em nè. Áo bomber là 99k chị. Cái này coi từ máy đến máy đi. 20 đổ về. 21. Cái bơ 16 này. Cái bơ 16 này. Cái bơ 16 cho chị Bích Ngọc. Bích Ngọc. Còn 13 với 14 đó chị. Bơ là còn 13 và 14 thôi, hết rồi. Hết bơ rồi. Còn 13, 14 thôi. Rồi cho Nguyên con này lên mã hoa đi. Mấy ký độ lên 20 ký chị? 11 độ lên 20 độ về cho mã hoa. Đây chị nào lấy cái này lên hoa kèm cho Nguyên cái số ký. Bơ hết 15, còn 13 và 14 thôi chị ơi. Bơ còn 13, 14 thôi. Rồi cho Nguyên con này đi. Đây chị nào lấy cái này lên hoa kèm cho Nguyên cái size nha. Ui 35.000. Giá này gọi là giá không tưởng luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã hoa cho Nguyên kèm size. Từ 11 đổ lên 20 đổ về là có size. 11 đổ lên 20 đổ về cho Như Ngọc. Rồi chị nào lấy hoa comment hoa cho Nguyên được. Chốt hoa kèm màu cho Nguyên là ok vậy mà nói. 11 đổ lên 20 đổ về. Hoa 17 hết rồi nha. Còn ri chứ mày, còn ri là được 1 cái chứ mấy. Có ri là được 1 cái thôi. 16 có đó. 16 có. 16 cho Bích Ngọc. Rồi chị nào lấy hoa kèm màu chung là được như vậy mà đâu. Rồi cho em cái mã số 76 chị. Mã số 76 nó luôn. Rồi cho em cặp nó luôn. Cho em hoa cặp nó luôn. Hoa 20 cho Pink Cà Phê. Hết hoa 20 rồi nha. Lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại như vậy mà đâu. Lên địa chỉ số điện thoại nha. Lên địa chỉ cả số điện thoại. Lên mã số 76 cho Nguyên có 4 cái nè. Còn đúng cái 4 cái mã số 76. Không có chị Mỹ Hạnh Hồi chưa có chị ơi. Không có nha. Không có, thấy hồi nãy 238 rồi nha. Rồi cho Nguyên con này lên mã 76 cho Nguyên kèm màu. Lên mã 76 cho Nguyên kèm màu. 76 xanh cho chị Trần Thuy. Trần Thuy. Con này phun lửng nha chị ơi. Con này phun lửng nha. Hoa 15 còn không kìa.
Sao 15 còn chị? Hết. Hết ra 15 rồi chị. Còn 18. Con này là phong lửng nha chị em mình ơi. 18 mà ra hồi nãy không chút 17 cũng được. Cho chị Liên Nguyễn hình bé hồi nãy chút 17kg kìa. Rồi cho nguyên mã 76 kèm cho nguyên cái màu. Được 3 cái, còn được 3 cái, một cái màu trắng, một cái màu gạch và một cái màu nâu. Con này quá đẹp, em nó không nhận cái con này về mà 55.000. Lửng bởi vì trần phí ra kìa. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dụng mã này, mã 76 kèm cho nguyên cái màu. 20 không có chị Bích Vân, hết rồi. Rồi cho nguyên con này. Comment mã lửng kèm màu hoặc là mã 76 kèm màu. 76 kèm màu nhé. 76 kèm màu giúp nguyên nè. Đấy. Rồi nè, màu nâu, màu xanh chuối và màu hồng, đẹp quá. Cái này chị em mấy chân váy lên quá đẹp con này. Trắng hết con cái chị. Con cái trắng thôi. Rồi xanh ngọc có đúng một cái. Rồi lên mã ngọc cho nguyên là ok. Trắng hết nha. Trắng hết rồi chị ơi. Rồi lên mã ngọc phun to. Phun này 60 ok. Rồi trong nguyên con này ngọc có một. Chị em mình cố gắng chia sẻ để view lên xíu chị em mình ơi. Để view lên xíu nhá. Thả tim, thả like, chấm tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Cho view nó lên xíu chị em mình ơi. Tuyệt quá. Rồi lên mã ngọc cho nguyên nhá. Chị nào lấy ngọc 76 trắng em hết rồi chị ơi. 76 trắng hết rồi. Lên mã ngọc cho nguyên. Cầm cái con áo nó sướng cái tay. Con này 40-60 vô tư luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Màu nâu chị Bích Ngọc. Nâu Bích Ngọc 76 nguyên còn màu hồng với màu ca không. Còn mỗi màu à. Cái này chị Bích Ngọc 76 nguyên còn màu xanh. Và màu này gọi là hồng đi. Cứ lại màu hồng đi. Màu xanh chuối và màu hồng thôi. Đó chị nào lấy chút. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này lên mã xanh chuối to. Xanh ngọc kìa sao. Xanh ngọc, ngọc cho Nguyễn Thí Phượng. Nguyễn Thí Phượng đi, cũ em nói nè. Cũ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xanh chuối to. Xanh chuối to nhá. Nâu em hết rồi chị ơi. Hết lửng nâu rồi. Còn lửng hồng thôi. Lửng hồng với lửng xanh chuối thôi. Rồi cho nguyên con này lên mã xanh to. Chốt mã xanh to nha chị em mình ơi. Comment lên mã xanh to cho được. Tái hồng bé sau mấy ký. Tái hồng bé sau. Tái hồng bé sau. Không cùng nữa hả chị. Con này size 12, 13 thôi. Size nhỏ lắm. Nó xe nhỏ. Rồi cho nguyên con này trắng. Comment mã chữ trắng to. Trắng 76 thấy rồi nha. Hát trắng 76 rồi trời. Rồi lên mã trắng to. Form này chị em 60-62 vô tư nha. Cho lên mã trắng to. Em nói là những cái con thun thái là mà nhận về mới xuống. Này thầy Trang. Thì Trang. Rồi lên mã trắng to cho nguyên được 40-62. Còn quần áo trẻ em dạ em còn. Nhưng mà em lên sang sang thôi chị. Anh chị lên sang sen thôi. Lên sang sen thôi chị. Chứ không lên hẳn đồ cho em. Ngày mai rồi lên. Rồi trong nguyên con này. Đồ bé thì em để qua cuối tuần đi. Rồi lên mã kiểu xanh con này cưng. 60 mang được. Con này phôn lửng nha. Con này chị em 60 vô tư. Đó. Trong nguyên con này lửng xanh. Dạ ám mặn hết rồi chị. Ám mặn hết rồi. Comment mã lửng xanh trong nguyên là được. Nha. 76 xanh chỉ còn một xanh chuối thôi chị. Chị ưng thì chốt nha. Trắng to cho Thì Trang. Con này lên lửng, con này to đẹp nè. Kiểu đẹp nữa nè. Lạ lạ. Hôm nay 60 vô tư. Rồi lên mã lửng xanh có một. Chốt mã lửng xanh. Nha, lửng xanh này có một. Chị nào lấy lửng xanh comment lửng xanh có một. Lửng xanh có một. Rồi lên mã này mã chữ K. Chốt mã chữ K con to. Kiểu nè. Có thấy kiểu ngang à. Kiểu ngang quá không thấy à. Bảy sáu hồng, bảy sáu quên luôn. Bảy sáu hồng cho chị Trần Thủy. Rồi cho nguyên con này cam, chị nào lấy cam chút cam cho được. Mã 76 hồng bỏ xuống dưới rồi mà. Đó. Rồi cho nguyên cam to, chị nào lấy cam to chút. Comment mã cam to, chút cam to. Cam to có một. Nguyễn Hồng Văn. Xanh mi luôn rồi bạn. Xanh lửng đó. Trung cho Bích Văn. Rồi lên mã kiểu đen. Kiểu đen. Kiểu đen này phun to phun 60 như vậy mà thôi. Comment mã kiểu đen phun to phun 60. Cái này kiểu của nó là lại này nè. Đẹp chưa. Lên mã kiểu đen chung được nhá. Phun to phun 60. Comment mã kiểu đen giúp Nguyên như vậy mà thôi. Chị nào lấy kiểu đen. Con này là mã kiểu nè. Để ý đọc cái mã nào nè. Kiểu đen vì rất là nhiều mã. Kiểu nâu. À kiểu kem. Lên mã kiểu kèm màu nhá. Kiểu đen và kiểu kem. Phôm to, chốt mã kiểu đen và kiểu kem trung nguyên nhé. Phôm to, phôm này 60. Kiểu đen cho Nguyễn Hữu Linh Sa.
Kim Thu Thái giả mình tranh thủ chốt đi. Thì hàng này cọc rất rất là lâu mới có Thu Thái đẹp như thế này mà đi 55.000. Rất là lâu, cọc rất là lâu mới có hàng ấy chị em nói. Rồi trong nguyên mã lửng, lửng kem, hôm này 60 ok luôn. Lửng kem chứ dạ mình thấy nếu mà chị em mình hai đi mua Thu Thái ở ngoài người ta bán rẻ dạ mình là 79.000. Còn không là 85 đến 89.000 một cái. Đấy. Đó là người ta bán live, còn bán sốt thì người ta bán cao hơn. Kem. Kem đó. Rồi lên mã lửng cho mình được. Kem. Comment mã lửng kem, chị nào lấy lửng kem. Rồi tiếp luôn này. Mã này cho em mang. Từ từ cho em mang cái mã này. Lửng kem. Lửng kem cho Rubik Thị Linh. Để tại sao chứ giờ đâu còn đủ. Có 20 con mà lên bao nhiêu thì chút. Con này phun to 60 số 2 vô tư. Áo mì hết rồi. Con áo mì hết rồi, chị bên góc này như còn 2 3 lố cái xu xịn màu này trong hiên ấy. Trong hiên. Xu xịn màu nó bỏ cho em cái. Rồi cho nguyên con này mã chữ phun này 60 vô tư vậy mọi người. Tương tác lên xíu dạ mình ơi, thả tim thả like chấm tương tác lên luôn dùng nguyên đại view lên xíu nhé dạ mình nhé. Cái này bán tặng cái này phát nữa đây nè. Rồi lên con áo em đang mang luôn. Đẹp chưa? Đơn giản là mình mang chân váy. Mình mang quần riêng gì cũng đẹp hết. Tốn làng sao à chị, size nhỏ, size 18. Size 18. Cho em bán tặng cái mã xu xịn nữa phát. Còn được ít cực ít nhưng mà size nhỏ. Hồng đang mang chị Trúc luôn mình. Cái này cho chị em mình tầm 50 độ về thôi. Xu xịn nha chị em mình ơi. Dòng này là dòng 25-28.000 cái đó. Dòng xu xịn nha chị em mình ơi, 25-28.000 cái đó chị em mình nha. Nhưng mà cái này là phôm nhỏ, chị em mình mua về cho con cũng được. Hoặc là chị nào nhỏ con, chị nào nhỏ con nha, em nói cái này là phôm nhỏ nha. Chú dưới 48 đi cho nó thông thả. Chị mình mua về cho con mang cũng được. Chốt dưới 48 là ok. Xịn đã dễ sợ. Rồi đã dễ sợ luôn á. Xấu xịn nha. Chị em mình mua cho con cũng đẹp. Cái này mua cho con cũng đẹp. Em bán tặng luôn chị em mình à. Dòng xấu xịn này dạ mình đi mua ra là 25.000 cái. Chốt đến 45 cho nó thông thả. Chốt cái này đến 45 ký cho nó thông thả. Như vậy mình nói chị em mình mua về cho con cũng được. Mình mang hay cho con mang được nha. Chốt 45 đi cho nó thông thả. Dòng xấu xịn chị em mình nhìn. Phải không? Dòng này phải mua lại 25.000 cái không? Cái này em bán tặng luôn chị em mình nè. 55.000. 5 con. Thì tính ra mấy nghìn con? 11.000 cái thôi. Nha, cái này em là tương đương 11.000 một cái dòng xu xịn thôi. Chị em có thể mua cho con gái lớn được, nói chung là tầm 45 độ về là ok. Nha, chốt lên mã xu xịn cho con là được. Nha, 45 cái độ về là ok nhất chứ chị em mình đã lắm. Nha, cái này ghi lại bóc sao còn rất là ít nên là dễ mình nhanh tay nhé. Lên mã xu xịn trong là được. Xu xịn 45 ôi nhầm 55.000 năm con, tính ra 11.000 cái nha chị em mình. Chốt lên mã xu xịn trong là ok, đẹp cực kỳ, em nói đẹp cực kỳ. Nhưng mà tầm 45 đổ về nhá chị em mình ơi. Này chị em mình nhìn nè, chị nào mà hay đi mua quần xu xịn này là chị em biết nè. Chị em mình nhìn cái lót quần này, cái đáy quần nè nha, tầm 45 đổ về là chị em chốt đẹp. Chị em mình lên đơn chung em nhé. Comment mã xu xịn chung em là được nha. Chốt mã xu xịn, comment lên mã xu xịn chung em là được. Giá nguyên đi luôn cho chị em mình là chị chốt luôn giùm em cái gì ta.
cái chân ấy. Cái môi em dạ rồi là em nhận đơn rồi, còn cái môi chưa dạ là chưa nhận đơn, thì còn có 20 cái. Còn chị nào ấy thì để được sau, chứ giờ làm gì còn. Ui. Không vì không may như chị em mình ơi, phải không, phải không? Dòng này chị em mình mua, chị ơi không chọn màu, em lít em chia đôi thôi chị. Đi vỏ lên thì chạy xuống thợ luôn cái nha. Này em lít em chia đôi thôi nhá, cái này không có lợi lớn. Lợi lớn chị em mình chờ sang tuần là sẽ có dòng su lạnh đấy là có. Còn cái này tầm 45 độ về thôi, đẹp cực kỳ, em nói sướng. Chị ơi em không bỏ màu, em không lọc màu, chị ok một chút. Chị em mình nghĩ 11.000 cái quần su ở đâu ra được. Nguyên nói thật sự luôn, chị em mình đi ra ít nhất là 25 đến 28.000 một cái. Đúng dòng su đúc xịn như này nè, sợi dòng su đúc su lạnh xịn như này nè, 25 đến 28.000 một cái. Giờ bán chị em mình là 11.000 cái. Em không cho chọn màu nha chị em mình ơi, em chia đôi, em tách đều, em tách đều. Chị nào chọn màu không chốt nha, chọn màu em không chốt nha, em nói trước. Chị nào mà lên có lọc màu là không có đơn nhé. Chị nào lọc màu trừ màu nào em không chốt đơn nha. Chị em mình thông cảm vì hàng này em sale rồi, còn size nhỏ em sale đấy, còn size nhỏ em sale đấy. Bình thường ngạch vô cái dòng này ngang tầm 18.000 một cái rồi, tầm 17 đến 18.000 một cái mà nhập số lượng ấy. Đó, chị nào lấy cái này cứ lên mã su xịn chung là được. Comment mã su xịn, dòng này dơ lên là chị em đủ thấy hàng xịn rồi nhá, dơ lên là đủ thấy hàng xịn rồi. Được chưa? Qua nha chị em mình ơi, nhìn cái đáy lại phát nữa nè. Lê vỏ lên thì còn anh, luôn còn nha. Anh. Còn không? À cái này còn nè, phải Nguyễn. Thằng chốt hết rồi còn đó à. Hồi tối đâu dám nhận đơn. Bỏ chị ti ti ra. Không, ở ngồi đây nè. Ngồi này còn đúng không? Ok, chị nào lấy cái này cứ lên su xịn cho Nguyên này. Rồi để em bán tặng kèm cái này luôn. Cân. À 45 cái mà sale có 49.000 à. Là ngang có mấy? Một bịch 45 cái có bịch trăm, có bịch 100 cái á. Phải chia lại. Phải chia lại thì tính ngang cả 1.100. Gần 1.100 cả. Rồi ok chưa? Chị nào lấy số xịn chút, số xịn chung là được. Rồi ok. Thế cho em lên luôn đi. Từ từ chị tách đôi. À, đúng rồi. Chị TT có chưa? Hả? Có rồi. À thế thì bỏ cho em còn bao nhiêu? Hồi tối là không dám nhận đơn cái mã này nè chị em mình ơi. Còn sót ít. Chị mua 6.000, em mua 5.000. Em mua 5.000. Chị mua 6.000. Rồi đưa đây cho em luôn. Cứ thế. À chiều cho nhí bịch nữa hắn ha. À để hai mẹ con dùng bịch nữa. Bịch nó có bịch nữa chứ. Trời ơi, ấy chị hồi phải đếm lại đó. Hồi phải đếm lại đấy nàng. Nè cái này hồi tối chị nào chưa có, em không dám nhận đơn. Vì em thấy rẻ em phương vị chứ bán đủ thứ mà. Cứ bỏ đại hồi đếm lại cho khách. Chắc là phải đếm lại. Chị Tê Tê là chừa cho chị rồi, hồi tối có chừa cho chị rồi. Năm 16 là xét từ xét chí thì chị chứ. Đâu chị Tê Tê là 10 xét rồi. Đấy chị đây. Lê vỏ thì lên địa chỉ luôn chị nha, có đơn nó như không. Đang chốt đây mà. Lên địa chỉ luôn cho like, nhiều kiểu lắm chị em mình ơi. Nè, phải mình mua, đi mua là Như Nguyên mua là 5.000 ấy, bà này bà mua 6.000 bà mua bị đắt nữa. Đấy. Mà lần đó đang mua lần mấy cái, đó cũng đang dùng. Cái này nó nhỏ, cưng cưng dễ dùng lắm. Rồi lên mã cột tóc chung là được. Nhiều kiểu lắm chị em mình ơi. Trơn cũng có, nơ cũng có, sao cũng có, ngọc cũng có, tim cũng có, bướm cũng có, tá cũng có, gì cũng có hết. Đây 49.000. Một bịch 45 cái. Rẻ chưa? 45 cái này ba ghi đi. Ba ghi ba nhận đơn tầm 15 bịch nữa thôi. Nhận đơn tầm 15 bịch nữa thôi. Cái này nhận đơn tầm 15 bịch nữa thôi. Cái này nhận đơn tầm 15 bịch nữa thôi nha. Chị em mình lên cầu tóc cho được, nhận đơn tầm 15 bịch nữa nhé chị em mình ơi. Tại vì cái này hết rồi. Nhận đơn 15 bịch nữa thôi. 45.000. Nhằm 49.000 mà 45 bịch. À 45 cái là chị em mình biết nó rẻ cỡ nào. Tại vì là Nguyên thấy tự dưng mình đi mua 5.000 cái
thì mua 10 cái hết 50 nghìn rồi. Đúng không? Mua lần 10 cái hết 50 nghìn rồi. Mà trong khi giờ 45. Dạ, 11, 15 nhận 15 set thôi, sợ ngày sợ không đủ trả vậy tất. Rồi tất sợ không đủ á. Nha chị. 15 set thôi. Cứ 15 set thôi. 15 set thôi. Rồi nhá chị nào lấy cái này lên mã cột tóc chung là được. Lên mã cột tóc, comment lên mã cột tóc chung là ok. Dán đi luôn chị mình làm. Bơ, chip bơ có ai quên lộn. Ở ngoài nó hình như còn một bịch tắc bơ á chị, tắc bơ tắc chanh gì á, bỏ lên cho em luôn rồi lên tiếp tục cũng đó. Rồi chị nào lấy cột tóc, lên cột tóc. Cứ lên mã cột tóc chung là được. Ai à, chị. Dạ ok chị ạ, 15 cái đó. Chị có hỏi còn ra chống thấm không? Khách hỏi nhiều lắm, cho em lên like luôn đi. Giá ra 10 ngàn. Giá ra chống thấm ra ngày mấy 6 ngàn. 95 à? Mấy 8? 105. 22. Nó sợ hết rồi. 101 à? Còn mấy 8. Cứ gái cho em đi, trên nó còn đài đi nó. Nó còn hết đó. Còn cả đóng trên nó, cứ bảo hết mới không nhận đơn, cuối cùng còn cả đóng à. Cả đài trên nó. Ráng lên cả đài máy chồng trên nó. Cứ giữ lại. Cứ giữ lại Kha. Cái chuyện rất dí đắt chị. Chứ bà. Rồi tiếp luôn dùng nguyên chị nào lấy cột tóc. 15 set thôi nha. Này. Em nói nè. Có nhiều họa tiết đẹp lắm. Cái này là dòng ra chống thấm có tông như vậy mọi người. Bề mặt của nó là có tông. Ở thế còn mét tư, tại vì bữa này bữa giờ mét tư bán sao? 90 à? Mét tư. Thôi cứ giảm 5 đi. Cứ giảm 5 nhé. 85, 90, 95, 105, 101 nha. Thôi cứ giảm 5 đi. Cứ giảm 5 nha vậy mọi người. Rồi lên nhanh tay, cái này đang vô mùa khách hỏi. Em lo khách hỏi quá chừng luôn ấy. Phong rộng chị ơi, phong rộng. Tự dưng hôm qua khách hỏi chống thấm, cái mình nói gì chống thấm cái là bắt đầu Facebook nó. Nó quảng cáo. Mấy cái trang rồi giá khiếp khủng luôn. Giá khiếp khủng luôn, người ta chạy quảng cáo cái này ra chống thấm này người ta. Hết đi nữ em đang không? Ăn hết. Nguyên đi luôn chả mình nè. Hiện tại có mét 2, mét 4, mét 6, mét 8 và 2, mét 2 cho 5 kích thước như vậy mình ơi. Nha. Cái này chị em cứ lên màu sáng hoặc màu tối là nhà Nguyên bóc. Nha. Cứ lên mã mét 4, mét 6, mét 8 hoặc là 2, mét 2. Kèm cho Nguyên ưa màu sáng, thích màu sáng, ưa màu tối lấy màu tối. Nha. Nè. Nhiều họa tiết lắc này thôi, cái này tại vì không một vì khi kho nó giao cũng như thế, không chọn màu á nên là thôi lọc màu nó lâu lắm. Này, ra chống thấm nhưng mà cái này là cốt tông. Chứ không phải bằng dù mà sột như vậy mà nói. Chỉ cần dùng cái này, không cần trải thêm cái gì hết. Như vậy mà nói, bình thường ví dụ vậy mình mua cái loại cột tóc có rồi chưa sao? Cột tóc đưa coi hơi xài chốt cho ai đó. Cột tóc, từ nè. 15 chị đúng không? À, 15 chị đưa đây rồi sao? Đây nè. Không cần bọc nữa, tại vì cái này cốt tông ở trên rồi. Ví dụ chị mua cái loại mà giống y là áo mưa á, loại cứng là phải bọc thêm một bọc nữa mới nằm được. Còn cái này để nguyên như thế này dùng thôi, như một cái ra bình thường nha, như một cái ra bình thường, không cần phải bọc thêm cái ra ở trên nữa. Cái này cũng đi chạy mình 1m2, em đi chạy mình 85 nha. Mét 4 em đi chạy mình 90, mét 6 em đi luôn chạy mình 95, mét 8 nguyên đi luôn chạy chạy mình là mấy, mét 8 mấy hồi nãy ghi mét 8 mấy rồi. 105 à? 105 và 2m2 là 101 nha. Chị em mình cứ lên mã ra ghi chống thấm đi, sáng hoặc tối kèm cho nguyên kích thước là được, bao giá luôn chị em mình luôn. Chị em mình đi ra ngoài những cái này em nói mà riêng cái size mét 6 người ta bán dễ mà 135 nghìn. Đây, chị nào lấy cái này cứ lên mã chống thấm sáng hoặc tối kèm cho nguyên cái kích thước nha, ghi sáng hoặc tối. Không có sột sọt đâu chị, nằm bình thường không có sột sọt. Cái này là mỗi khi nhà em dùng mà mỗi khi á không bán cái này, đi mua ngồi cao lắm, mỗi khi không bán là đi mua rất là cao.
Đó, chị nào lấy cái này cứ lên mã chống thấm cho được. Hồi nãy cột tóc này, cột tóc chị Trần Thùy này, chị Kim Chi Nguyễn, chị Khoa Đức Nguyễn, chị Bích Văn này, chị Tiên Nguyễn, chị Họa My, chị Nhan Nguyễn này, chị Trần Khánh Văn này, cho Trinh Trinh này, Trung Kiên Nguyễn này. Đấy. Cho chị Nguyễn Thúy Phượng này, chị Đỗ Thu Hằng này, chị My Hồ này, chị Bích Ngọc này, chị Nguyễn Tiếp. Chia đôi 15 set. Đâu có. Rồi ok. Rồi ok. Còn ta một bịch to nữa người. Cái cá bịch to mà. Rồi treo lên cái sao. Nguyên nói riêng cái ra chống thấm chả mà chốt luôn đi. Chứ đến lúc mà bắt đầu chốt đơn cái bắt đầu em ơi cho chị lấy chống thấm. Ra chống thấm còn không. Rồi cách thước như thế nào, giá như thế nào. Thôi chả mình mua like đi. Mua like là chắc nhắc, vậy có nhắc. Còn nhiều chuyện nhắn tin qua nhiều khi cả tuần nhưng không rác hết được tin nhắn. Trẻ mình cần ấy rating qua nhắn tin qua gần cả tuần nhưng không rác nhận không rác hết được tin nhắn. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên mã chống thấm cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Nha, chống thấm kèm kích thước cho Nguyên là được. Mét 2, mét 4, mét 6, mét 8 và 2 mét 2. Kèm cho Nguyên ưa màu sáng em bóc màu sáng, ưa màu tối em bóc màu tối. Nha, ví dụ trẻ mình muốn sạch sẽ lấy cái màu tối 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 thôi. Mình dạ mình thích cái màu cu ta thì mình bóc màu cu ta dạ mình. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha. Rồi qua. Qua chị nào chưa có cái này lên luôn dùng Nguyên mã này mã ra kèm cho Nguyên cái kích thước. Nhớ nhớ kèm kích thước và chọn màu cho em nha. Nguyên nói là đi những cái này chị em mình mua giá rất là cao. Không bao giờ có giá rẻ. Hình như ngồi nó mình còn chi nữa ta. Còn cái lát nhắc cái này, hình như là mình còn thấy. Không, còn dung dịch đấy. Dung dịch màu hồng luôn chị. Rồi ok, chị nào lấy chống thấm cứ lên chống thấm cho Nguyên là được. Mua đi chị ăn mà nó, đi ra ngồi mua cao lắm. Cứ xa rời vòng tay Hạ Nguyên là bị đắt. Nha, cái này em nói thật sự luôn, những cái mã này nè, bị đắt liền. Còn màu này thôi đúng không? Rồi ok, em lên đó, mã này em lên tiếp tục chị em thông thái nhé. Còn nó một mã này nữa thôi. Một màu này nữa thôi, cái này là dung dịch vệ sinh trọc không. Nha chị ăn mình ơi. Cái này tác dụng nè, làm hồng nè, xa khít nè, giảm thâm nè, ngăn ngừa viêm nhiễm nè. Cái này chắc là trẻ mình dùng nhiều rồi, dùng nhiều rồi nha, nên là không cần quảng cáo, tem chống hàng giả. Cái này toàn bộ là hàng nhập từ công ty dược hết, nên là trẻ mình yên tâm nha, không có chạy hàng trôi nổi như vậy mình ơi. Cái này em đi luôn trẻ mình nè, lên mã dung dịch trong là được. Dung dịch trầu không, cái này của nó là hương, cái này chiết xuất từ vitamin A nè, kim ngân hoa nè. Đây trẻ em 39.000. Cứ lên mã vệ sinh cho Nguyên là được. Vệ sinh 39 cho Nguyên là ok chị mình ơi. Cái này trẻ mình dùng đi nha, cái mùi nó cũng nhẹ, dễ dùng lắm. Chốt luôn dùng Nguyên mã này, mã vệ sinh 39 luôn dùng là ok nha. Cái này em còn ít nè, cái màu xanh thì hết luôn rồi. Còn màu hồng này chưa like. Chỉ like mỗi màu xanh, quên mất. Còn một đáy một lớp màu hồng nữa. Chị nào lấy cái này lên mã vệ sinh 39.000 cho Nguyên là ok. Thật sự là những cái này em kẹp đơn thôi. Ok chị, em kẹp đơn cho chị, mình đang có đơn thì dùng mua kèm những cái mã này cho nó đỡ tốn tiền ship. Dạ mình đi ra ngồi nó không cao, mua ngồi nó cao lắm, ít ra phải trên 20.000 hả, ít ra trên 20.000. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên mã vệ sinh chung là được. Giá không đi luôn chị, mình là 39.000 nha. Chốt mã vệ sinh 39 cho Nguyên là ok nhá. Lên vệ sinh 39k cho Nguyên là được, chị mình cứ lên đơn vệ sinh 39 cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Hàng này, mấy cái này nè, e rồi là Nguyên không có nhập hàng trôi nổi đâu chị mình ơi. Rồi, chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên đi. Cái này số lượng còn ít, chị em mình cứ lên mã vệ sinh cho Nguyên là được, 39.000. Vệ sinh 39 cho Nguyên là được, nha chị em mình cứ lên đơn là có. Lên đơn là có. Vệ sinh 39. Vệ sinh 39. Cái của nó, cái thể tích của nó là 150ml. 150ml. Cái này đầy đủ công dụng hết. Cái này chị em mình về có thể là đọc hướng dẫn. Cái này mình dùng nhiều quá rồi, cái gì mà quen thuộc quá là không có cần phải tư vấn. Những cái này quen thuộc quá rồi không có cần phải tư vấn. Chị em mình lên mã này là phải vệ sinh cho Nguyên là được. Giá Nguyên đi luôn chị em mình là 39.000. Chị em mình ra mua ngồi ít nhất trên 20.000. Trên 20.000. Cái này em kèm cho chị nào đang có đơn thôi nhé. Bỏ kèm cho chị nào đang có đơn thôi. Chị nào không có đơn mua riêng cái mã này thực sự em không bán đâu. Cái này không có lãi bao nhiêu hết á. Bán kẹp đơn thôi. Đấy, ai lấy cái này lên mã vệ sinh cho Nguyên là ok. Và giá Nguyên đi luôn chị em mình là 39.000. 39.000. 39 vệ sinh 39 cho Nguyên là được. Rồi tiếp tục con này. Ui cái màu, cái con áo Nguyên đang mang toàn màu đẹp. Toàn màu đẹp thôi. Cái này toàn bộ là màu đẹp.
Chị, cái nào mà em nói nè. Cái nào mà khách không ấy chưa có mà em chưa dạ. Có mấy chục cái đó khách chốt hết rồi. Còn có mấy cái em đang nói hồi sáng nhìn cho. Rồi cho nguyên con này. 40, 60 gì mang ok con này hết. Form đẹp, chắc đẹp. Tung thái cùng một hãng hết chứ chị em mình ơi. Mỗi màu còn cái thôi. Nên là chị em mình nhanh tay. À màu hồng Nguyên đang mang còn hai cái. Giá đi luôn chị em mình 55.000. Ủa à. Pha xíu đi. Đúng rồi. Cái gì mà em thấy ừ giá ok. Giá ok là em binh về hết. Áo lẫn có. Cái nào giá ok, chắc ok, giá hợp lý là em binh về hết. Rồi tiếp tục luôn dùng nguyên cái này. Ok, hồng em đang mang luôn nè. Đỡ ca cho anh xíu đi. Để dây vô chút xíu nè. Đi đi. Thì cái chứ. Thì cái đang mặc đó, màu nó đang mặc đó. Một mét mấy gì Lê Thúy ơi. Nhìn lờ đờ lờ đờ. Đi vô đi. Rồi cho nguyên con này xanh nha. Dạ em còn vitamin E đỏ. Còn chị ơi. Rồi xanh. Ta đi vô cho anh nghỉ xíu. Hồng đang mang khách chốt rồi. Khách chốt một cái nữa rồi phải. Rồi cho nguyên con này xanh. E đỏ em còn. Rồi lên xanh cho nguyên mà ok. Chị nào lấy xanh lên xanh. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Rồi nâu. Ăn mặc chị Trúc Ly Hình có rồi. Chị nào mà chưa săn được con này lên luôn dùng nguyên này. Rồi màu nâu nha, lên mã chữ kèm màu. Màu nâu, màu vịt. Màu vịt này rất ít gặp. Màu vịt này nói thật sự 500 cá thì chưa được chục cá. 500 cá chưa được chục cá. Xanh cho chị Ni Hòn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã vịt cho nguyên là được nha. Dạ mà nó phone to. Phone này 60-62 vô tư. iPhone đang mà. Hay dạ mình mít kiểu được. Căn vái như nguyên cũng được. Vết quần ring đùi cũng được. Mít quần chân dài cũng ok nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đi. Comment mã xanh vịt cho nguyên là được. 55.000 xanh vịt, 55.000 nâu, 55.000 đen cho thanh phí miễn thị, 55.000 đen cho chị hộp A nữa em, 55.000 cam. Đấy chị nào lấy mã 55 kèm màu. Màu này đẹp. Màu đẹp. Chị nào lấy xanh nhạt, comment xanh nhạt cho nguyên là ok. Comment mã xanh nhạt cho nguyên là được. Này thì có đi ấy đi xíu đi. À, thì có chứ không chốt đi để anh ảnh ngại á, ảnh ngại đó. Đen cho xuân thu thế mà buồn ngủ nhíu mát luôn á chứ. Xanh nhạt à, xanh nhạt đó. Xanh nhạt cho lam chục còn đen này chị ông ơi, còn đen từ từ. E đây chị, E đây còn mấy hộp. Quạt chạy đi kìa. Phải kêu Tình Ngô ơi, quạt chạy đi kìa. Rồi cho nguyên con này, xanh nhạt nguyên hết nha. Còn màu đen, còn màu này cũng đẹp nè chị em ơi. Rồi lên màu xanh đậm, xanh đẹp đi. Màu xanh đẹp đi, toàn màu đẹp. Hết xanh nhạt rồi. Eo còn cái cam, cam chị Trúc Ly Huỳnh. Chị ơi, em nói nè, còn một cái vịt nữa nè. Còn một cái vịt nữa nè, chị nào lấy vịt lên vịt nè. Mua vài con chị em ơi. Xanh xanh nhạt đây đúng không chị Trúc Ly Huỳnh? Chị Trúc Ly Huỳnh xanh nhạt luôn. À, không phải cái này khác. Rồi cho nguyên màu vịt. Hết nhạt rồi đúng không? Rồi màu xanh xanh đẹp đó, cái này gọi là xanh đẹp đó chị. Ngọc Trâm cá. Rồi lên cho nguyên con này. Lên mã vịt cho nguyên là được nha chị em ơi. Rồi lên vịt cho nguyên là được. Chốt mã vịt cho nguyên là ok. Comment lên vịt, chị nào lấy vịt lên vịt thì cho lam chục. Rồi lên hồng. Lên hồng. Rồi chốt hồng cho nguyên. Hồng này nhạt hơn hồng Nguyên đang mang. Hồng này nhạt hơn màu Nguyên đang mang. Chị nào lấy hồng cho nguyên là được. Dán đi 55.000 thôi. 55.000 cho màu hồng, chị nào lấy hồng comment hồng cho nguyên là được. Rồi lên vàng, lên cam. Màu xanh đậm. Vàng, trắng. Đấy, từng nửa màu. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nặng nguyên còn nè. Nguyên còn này chị em mình ơi. Trắng nè. Vàng nè.
xanh đậm nè, con màu đẹp. Tôi chốt được 7 cái, ít mà. Chưa được chọc cái mà, màu cam. Màu cam chị Thanh Thúy Vũ Thị. Vàng cho chị Na Hoàng. Trắng cho chị Hoài Văn. Chưa đủ chọc mà chị Xuân Thú. Ly Hoàng chứ. Na Hoàng. Vàng là Na Hoàng. Hồng mới Ni Hoàng. Hồng là Ni Hoàng. Trắng cho chị Hoài Văn. Không phải, à, trắng Hoài Văn. Vàng Hoài Văn. Vàng Hoài Văn. Rồi còn cái xanh nữa là hết. Chị ơi chị chốt chuẩn cho em đi. Trắng bỏ qua chị đổ thu hàng. Chốt chuẩn giùm em đi chị ơi. Trắng hồi nãy bỏ qua cho chị đổ thu hàng. Rồi còn màu xanh nữa nguyên hết. Còn mỗi màu xanh nữa là hết. Chị nào lấy xanh comment xanh chung là được nha chị em mình ơi. Dán đi luôn chị em mình 55.000 cái. Đây e đỏ đi chị em mình ơi. E đỏ đây. E đỏ đây. Còn được vài hộp thôi. Chưa tới chục hộp nha. 12 hộp, 13 hộp. Còn 13 hộp nữa là hết luôn. Đó chị nào tháng trước mua rồi dùng hết rồi tranh thủ luôn nè. Rồi lên e đỏ. Toàn bộ em nhập từ hàng công ty hết. Chị em mình yên tâm. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hết. Này nha, cái này về chị em mình chép. Cái này tem chống hàng giả. Không có nhập riêng cái nào liên quan đến sức khỏe. Thì không có nhập hàng với bạn nhé chị em mình ơi. Đây nè, đầy đủ nè. Thẻ bảo hành nè. Phiếu kiểm nghiệm nè. Đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Hết rồi chị ơi. Hết rồi. Lên mã E đỏ cho Nguyên này chị em mình ơi. Còn 13 hộp nữa là hết. 13 hộp nữa là hết. Cái này Nguyên đi một hộp là hai lọ. Và lọ của nó là lọ 30 viên là được 60 viên trên hộp này. Chị em nói chị em này xài nó, chị em mình xiên. Xài trong tháng nha, uống trong tháng, ngày uống 2 viên. Đấy, cái này bổ sung nè. Bổ sung đầy đủ các chất trong này nha. Chống khô da. Mùa này chị em mình uống cái này quá là ok. Cái này là chắc chị nào cũng dùng. Những cái này là những cái mã gọi là thông dụng ấy. Nè, chị nào cũng dùng cái này. Bổ sung chắc đây đi chạy mình 100 mấy ta. Cái này bán 100 mấy ta. 15.000. 115.000. E đỏ. Nha, 13 hộp thôi. 115.000. Nha, 115.000 một hộp hai lọ. Bổ sung vitamin E này, hỗ trợ hạn chế tình trạng thiếu vitamin E này, chống oxy hóa này, hạn chế lão hóa da này, làm đẹp da. Đấy. Nói chung là bổ sung E. Bổ sung E. Đấy, ai lấy cái này lên luôn dùng mặt E chung là được. Cái gì? 115.000. Được chưa? Chị nào lấy E đỏ, chút E đỏ chung là được. 115.000 một hộp là một hộp hai lọ. Và lọ của nó là lọ 30 viên. Mà viên là viên năng to chứ không phải là cái gì xíu mà đâu. Đấy, chốt mặt E đỏ chung là được. Giá Nguyên đi lên luôn chị mình là 115.000 hộp. Bình thường em nói mua một khẩu 30 viên là chị mình đã mua giá này rồi. Đúng không? Mua một khẩu 30 viên đã mua giá này rồi. Cái này là một hộp này là hai hũ. Thì đều mua một hộp này được 60 viên. Nha Nguyên đi luôn chị mình 115.000. Không chạy hàng trôi nổi nhá. Không có bán deal như vậy mình ơi. Được chưa? Đấy chị nào lấy cái này hàng này hàng nhập công ty này chị nè. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có đầy đủ nè. Tem chống hàng giả cái này em mới vừa ấy ra nè. Đấy, phiếu kiểm nghiệm nè, phiếu bảo hành nè. Phiếu bảo hành này mà trường hợp mà phát hiện chất cấm đồ là bồi thường 30 triệu. Đấy. Thực ra chị nào lấy cái này cứ lên mã E đỏ chung là được. Dán lên luôn chị mình 115.000 một hộp. Chị nào lấy E đỏ nhanh tay. 115.000 đấy, chị nào lấy E đỏ tranh thủ chút E đỏ đi. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục nha chị em ơi. Lại con nó đẹp. Ai mà em dạ là như là có rồi. Là ok rồi. Rồi tiếp cho Nguyên con này. Ờ cái này có một cái này nè chị em. Có cái này nè. Có cái này hàng mấy hàng 145 à. Còn đôi này để dưới này sót. Size 35 bán tặng luôn. Dép này hàng Việt Nam xuất khẩu đi siêu bền. Cái này chị em mình càng đi càng mềm nhé. Có một đôi em bán tặng luôn chị em 95.000 luôn. Nó một đôi size 35 hết hàng rồi. Cái này sách xanh xanh hàng rồi. Hàng bị sót, hàng làm mẫu á, bị sót. Bán tặng luôn chị em mình đôi này.
Chị Lê Trương bảo không thấy rep tin nhắn của chị à? Chị Lê Trương, con này chị Thanh Thế Vũ Thị, chính đây nè. Thanh Thế Vũ Thị. Rồi tiếp tục mã này nha chị em ơi, con này phong to, ui toàn màu đẹp, toàn màu đẹp. Ô còn một cái kiểu trắng hồi nãy chưa lên nè. Cái này hồi nãy còn một cái kiểu trắng chưa lên nè chị em ơi. 60 vô tư. Mà sao đấy? Thế đang like thì chị chốt đơn đi chứ chờ like gì nữa chị. Không, nhà em cứ hai like là nhà em cho đi đơn đó chị. Cứ hai like là cho đi đơn chứ không có giữ nữa nha chị nhá. Đợt này hàng nhiều á. Rồi chị nào lấy cái này lên mã kiểu trắng đi, chạy mình 55.000 con. Lên mã kiểu trắng 55 trong là được nha chị em ơi. Comment mã kiểu trắng 55 nha con cái. Form này 60-62 vô tư luôn. Rồi giờ còn toàn là form to. Cái này form to hết nè chị em ơi. Cái này toàn bộ là form to nha. Rồi lên mã chữ cho nguyên kèm màu 40-62 mang ok chị em. Mình nhìn cái mai cái viền cổ này, nhìn cái mai cái viền cổ này đẹp cực kỳ, chứ mà đi 55.000 bằng với nó, bằng người ta đang chạy cho chị em mình TC thôi. Dạ có về chứ chị, nhưng mà từ từ để cho nó gọn bất hàng đã. Em về chứ, nó có là có chứ. Về con trai thì về sát bộ riêng, gái thì về chân về váy, gái thì về váy thôi, áo thun quần riêng chân váy ấy cũng từng đói, cũng từng đái thôi. Nhưng mà trai thì chịu chủ yếu là có áo thun với quần đủ mà cho TC. Áo thun với lại quần đây 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 đây, áo thun với lại cái đầu cỏ, chứ còn hai cái màu cam chứ mấy chữ, còn hai cái màu cam nha chị nào lấy chữ cam chút cam trong này được, còn hai cái màu cam đâu có về. Nhưng mà Nguyên đang đi cho nó gọn bức hàng, cho nó vơi bức hàng để chị em ơi. Rồi chị nào lấy cái này lấy mã chữ cam, còn có hai con đẹp quá. 40-62 vô tư luôn, hàng từ may trần may đà, may đường viền rất là đẹp nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã chữ cam chung là được, có hai con dán đi luôn chị em, đẩy qua cho xã đi, đẩy qua xã cọc này luôn. Ừ. Cho, cái này có mấy cái chữ nổi chưa lên, cứ bỏ lên cái cọc này có mấy cái chữ nổi chưa lên sao, không để nó gặp sao không được, để đi xong được. Rồi tiếp cái ngay kế cái tay ông xã luôn bên bên đó. Rồi ok, chị nào lấy chữ cam comment chữ cam có hai con nha. Thế quần viên bé trai 55kg có chị. Rồi lên mã này mã theo cam. Đẹp chưa? 60 vô tư. Cái này toàn bộ chữ của nó là chữ theo nhá. Dán lên luôn trẻ mình con này 55.000 cái. Rồi cho nguyên mã theo cam 55k cái cho mã theo cam. Chị nào lấy theo cam chút theo cam. Ngày mai sẽ like sang đồ bé chị mình, hai tối gì đấy. Ngày mai hoặc tối sẽ like sang đồ bé. Rồi cho nguyên con này lên mã lẫn trắng. Chốt lửng trắng chung là được, con này 55 độ về con cái nha. Một cái lửng trắng 55 độ về, chị nào lấy lửng trắng chốt lửng trắng chung là được. Cầm lên mã lửng trắng. Rồi lên mã vàng to 60 vô tư. Vàng to 60 vô tư, chị nào lấy vàng to comment vàng to là được nha chị em mình ơi. 60 vô tư. Chăn đuổi chị đặt đi. Chị lửng đặt trắng đi cho Nguyễn Huệ. Hết rồi, nhưng mà chị đặt đi, em còn về sau về một đợt nữa. Chị cứ đặt đi. Nếu như mà muốn mua thì đặt luôn lên trang cá nhân, về sau em trả. Ôi con này đẹp lắm. Cái chữ này cưng chưa nè. Lẫn trắng em hết rồi. Rồi lên mã chữ đen, chữ trắng cái này có hai cái đó. Nha, 40-60 mang ok luôn. Cho nguyên mã chữ trắng, chữ đen. 40-60 ok. Cam cho chị Thủy Đỗ. Em lên sen đó chứ. Mà đa số. Đa số là em lai áo thun. Trưa này đa số là lai áo thun, chủ yếu là áo thun. Đen này sao? Rồi còn cái chữ trắng. Đen với đổ luôn hả? 29.000. 29.000, 19 là chỉ có cái lỗi nào, lỗi thôi. Lỗi bán tặng thôi. Chữ trắng. Em không chị ơi, em bóc được cái nào em lấy cái đó thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên chữ trắng cho Nguyên là được nha. 40 60 ok, chút mã chữ trắng cho Nguyên là được. Cầm mã chữ trắng. Rồi cho Nguyên con này đỏ đô. Cầm mã đỏ đô cho Nguyên là được. Form 60 đẹp quá luôn á. Trời ơi chắc chữ trắng chữ cam nha, chữ xanh ngọc ông quên luôn, chữ trắng hết rồi, chữ trắng hết rồi, chữ trắng hết rồi. Comment mã chữ đỏ đô, chữ cam và chữ xanh ngọc có được bốn cái mã chữ này nè. Rồi chị nào lấy chữ kèm màu đỏ đô này sao, đỏ đô chữ này đỏ đô cho Nguyễn Hồng Vân. Rồi Nguyên có cam, có cam và có xanh ngọc,
Còn cam và còn xanh ngọc, chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho Nguyên nha. Còn màu cam và màu xanh ngọc cho mã này, đẹp quá luôn nhá. Chốt nhanh tay cái mã này. Nguyên đây luôn trả mình con này 59.000. À nhầm 55.000. Đã đô hết rồi chị Thủy Đỗ. Con to này chắc đẹp. Mà thun thái mà chạy có 55.000 thôi. Hết đỏ đô. Còn hai màu cam một cái xanh ngọc. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn nhúng nha. Còn hai cam một xanh ngọc. Đẹp chưa? 40-60 vô tư nhé. Đó, chị nào lấy cái này lên chữ kèm màu cho được. 2k một xanh ngọc. Không có xanh Việt nào đâu chị. Xanh Việt hồi nãy hết rồi chị. Xanh Việt hồi nãy hết rồi. Rồi cho nguyên con này xanh ngọc. Lấy cam này con còn cam đó. Xanh ngọc cho Văn Nguyễn Lê. Rồi lên đô. Comment đô cho được. Mờ đỏ đô như vậy mà nói phải sướng lắm. 40-62 vô tư. Rồi cho nguyên đỏ đô. Chị nào lấy đỏ đô chút đỏ đô. Cam chị Trần Hằng kìa sao. Rồi đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô. Cái nào phông lửng em phải sẽ báo phông lửng nha. Riêng con nào phông lửng em sẽ báo phông lửng. Cái này không có lửng gì hết. Rồi đỏ đô. Đỏ đô gì tê tê. Rồi cho nguyên con hồng. Mới nhận đồ bé đẹp quá Nguyên ơi. Cảm ơn chị Văn Thanh nhé. Rồi lên mã hồng to. Cái nào phông lửng Nguyên sẽ báo phông lửng nhé. Rồi cho nguyên con này hồng. Chị nào lấy hồng chút hồng cho là được. Xanh ngọc hết luôn. Rồi cho Nguyên hồng, chị nào lấy hồng comment hồng giúp Nguyên. Comment hồng. Xanh ngọc cho mã M. M xanh ngọc nè. 40-62 vô tư con này được không chị ơi? Xanh ngọc này nha. 40-62 vô tư. Đây, chị nào lấy ngọc chút ngọc. Ôi cái này cưng chưa à. Eo mã này cưng quá. Toàn mẫu đẹp không dễ mà nói. Hồng. Hồng cho Văn Nguyễn Lê. Xanh ngọc cho chị Thanh Nguyễn đi. Cái số điện thoại chị Thanh Nguyễn nha. Khách nhà mình mười mấy chị Thanh Nguyễn luôn á. Mười mấy chị Thanh Nguyễn. Rồi cho Nguyên con nè. Yêu cái này cân chưa. Có hai con thôi. À cái này có một con. Lấy mã số 1 cho được. Có đúng một con. Cái này có đúng một con duy nhất. Chị nào lấy mã số 1, comment mã số 1 cho là được. Thì là một ngày em like toàn quần ấy. Cái là hôm bữa em sale toàn quần. Sale hồi hôm bữa xài xuống 500 mấy con. Sale toàn quần. Xanh ngọc cho TT. Rồi lên mã chữ, chữ xanh ngọc. Chữ trắng, chữ vàng. Chữ màu nu nu. Cái này khác. Rồi lên mã chữ kèm màu cho em là được. Có hôm bữa em sale toàn quần đấy. Trời ơi, bữa sale 39, 49, 59. Rồi cho Nguyên chữ. Comment mã chữ cho Nguyên được. Lên mã chữ 60 vô tư. Sáng chữ cho My Cô Trần. Đẹp như thế nào mà giờ chị My Cô Trần mới vô chốt. Trời ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Dạ chị ở khách chốt rồi chị. Dép hết rồi. Dép hết rồi. Rồi lên mã chữ kèm màu. Màu vàng. Màu nâu. Màu xanh ngọc. Có mấy con thôi nha. 55.000 con mà toàn thái xịn thái đẹp hết. Ai lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. Comment này. Cho chị mượn một cái điện thoại chia sẻ phát nữa em. Rồi chị nào lấy cái này chữ kèm màu vàng, nâu và xanh ngọc. Giá lên chợ mà 55.000 con. Trắng em hết rồi chị. Trắng hết rồi nha. Hết trắng rồi, mã nó hết trắng rồi. Rồi cho nguyên con này lên mã sọc kèm màu. Sọc kèm màu. Tiếp chưa. Rồi lên sọc kèm màu này. Màu này đẹp nè. Màu nó không phải màu hồng, phải màu nu. Đây, chị nào lấy cái này lên màu đẹp cho nguyên là được đi. Rồi lên mã sọc kèm màu. Sọc nu đi, à, sọc hồng đi, sọc vàng. Sọc đậm. Sọc cố. Chữ xanh ngọc cho Trăng Hàng. Cũng màu hồng nhạt. Rồi chị nào lấy mã này. Comment sọc kèm màu. Sọc đẹp tí tí. Rồi màu vàng, sọc vàng. Sọc hồng đậm. Sọc xanh cố. Sọc hồng nhạt. Hồng nào đó chị ơi. Hồng nào chị comment luôn cho em đi. Hồng nào comment lên cho sọc em đi. Sọc cốm. Sọc cốm cho Nguyễn Hồng Vân. Rồi sọc vàng. Sọc hồng đậm, sọc hồng nhạt, lên đúng màu cho Nguyên nhé.
lên mã sọc cài màu cho Nguyên là ok. Giá đây chạy mình 55 nghìn. Rồi, lên chữ cho Nguyên nè. Hồng đầu tiên. Hồng đầu tiên hết rồi. Hết rồi, hồng đầu tiên hết rồi. Hay cho Ngọc Văn hình. Rồi lên mã ngại. Ngại cài màu. Thôi bữa nay hết mệt rồi. Nay cũng còn mệt rồi. Mà vì sao không làm chị giàu mà làm nhiều. Thôi chị giàu hay chị nghèo. Có giàu nè. Hồ này của vợ. Bà tìm thử. Cái này phong vừa thôi. Hôm bữa mấy cái chữ này là phong to. Cái này phong vừa thôi, 52 độ về. Rồi lên mã ngại. Ngại vừa nha chị em mình ơi. Ngại vừa chứ không có ngại to nhé. Ngại phong vừa 52 độ về. Vậy nào gọn lên 55. Rồi lên ngại kèm màu. Nha. Ngại kèm màu. Em lên sang sen chị ơi. Lên sang sen thôi. Ok, Ngọc Văn Hình có rồi nha. Đồ bé em lên sang sen thôi. Chứ không định lên đồ bé. Ngại tráng cho Nguyễn Hệ. Rồi ngại màu nu nu nè. Con này phong vừa nhá. Phong này tầm 52 độ về. 52 chị nào gọn lên 55. Rồi ngại màu nu. Ngại màu cam. Ngại màu cam đậm. Ngại trắng còn. Rồi chị nào lấy ngại kèm màu. Ngại xanh chuối. Rồi ai lấy ngại kèm màu chung là được nhé. Cho chị mượn điện thoại chị chia sẻ phát nữa Dung. Nhất quá. Rồi chị nào lấy ngại kèm màu chung được. Trắng, cam đậm, cam nhạt, xanh chuối, màu nu. Lên luôn chị mình 55 nghìn cho mã ngại. Ngại trắng cho Vinh Nguyễn. Rồi chị nào lấy ngại comment ngại chung được để chia sẻ phát nữa. Chia sẻ phát đẩy view xíu nè. Ngại cam cho Thanh Nguyễn. Đi Thanh Nguyễn nào nhé. Đi rõ Thanh Nguyễn nha chứ không lầy lộn đấy. Xanh với cam nhạt. Cam nhạt. Ủa sao khách khách chốt trăng nhiều ghê đó hả chị. Áo có cổ ít chị. Để chia sẻ phát nữa nhá. Có cái gì bán tặng khách phát không chị. Có gì lẻ lẻ bán tặng khách phát không. Quần lẻ là quần gì? Cho em cọc bán tặng khách phát nè. Cho cọc bán tặng đi. Cam đậm với nu. Rồi còn cam đậm. Cam đậm với trắng nữa thôi là hết. Còn cam đậm với trắng nữa là hết. Ở đây hả? Còn quần đùi không có quần đùi chứ là bữa nay ra hết quần đùi gì? Không có. Còn cái nào quần đùi cả. Ô hai. Xanh xanh quần đùi à. Áo thun còn nhiều chị. Còn nhiều nhưng mà em sang lên xíu cho nó thay đổi không khí một xíu. 52 độ về. Không. Mã này mới lên. Mã mới lên. Lên kiểu trong đó. Thun nam em đang hết. Áo đang mang. Còn cái đang đi. Còn mấy cái lên kiểu chị. Còn mấy cái nào mà có số lượng xíu bỏ ra bán tặng. Lên kiểu trong đây nè chị. Lên kiểu lưới trong đây nè. Còn mấy cái trong này nè. Thun nam hiện tại đang không. Không. Lên kiểu lưới. Cam đậm nâu có rồi đó chị. Thun nam giờ không. Sạch xanh xanh. Sạch xanh xanh luôn. Rồi lên mã chữ cốm chung là được rồi chị em ơi. Chữ màu cốm. Phong to 60-62 vô tư. Thôi nếu mình đi 1-2-5 à. 1-2-9 à ta không biết nữa. Chị còn nhiều chữ đẹp lắm. Tại vì cái này hồi nãy em mang tại biển có số lượng nhiều xíu. Rồi cho nguyên con này xanh chuối. Chữ xanh chuối 60-62 vô tư 55 nghìn. Cốm. Ê, xanh cốm xanh chuối. Rồi lên mã G đỏ, đỏ này đỏ lon lon. Con này đỏ lon lon rồi chị em ơi. Rồi lên mã G đỏ. Đỏ này đỏ lon lon xíu nhé.
Chị nào lấy G đỏ comment G đỏ. Đỏ này loan loan xíu chạy mình thôi. Rồi lên G đỏ cho Nguyên nhá. Dán đi luôn chạy mình là 55.000 G đỏ. Chị nào lấy G đỏ chút G đỏ. Rồi cho Nguyên con này G xanh. G đỏ và G xanh. Đấy, chị nào lấy G đỏ chút và G xanh chút luôn dùng Nguyên. Nó loan 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 chỗ này đẹp này chạy mình thôi. 40-62 về chạy mình mang ok. Hiện tại mà áo nam chỉ còn mấy cái áo UE màu cam, màu vàng, màu đen, không còn áo gì trơn. Đồ nam về là đợt nào bay đợt đó, không có dư cái gì trơn. Đấy, cả sĩ cả lẻ mua nam nhiều quá, mua đồ nam nhiều quá. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Xanh chuối. Xanh chuối cho quấn chữ. Đấy. Không phải, xanh chuối chút rồi. Mày cốm mà. Cốm chuối đó. Rồi xanh lấy cái này nè. Rồi xanh gì tiết miễn nè. Rồi xanh gì tiết miễn. Nãy cái mã nãy là cầm chữ nhạc này nãy. Thế đây ừ, cho bà xã cọc lên đẹp ô cái này đẹp quá chị em mình ơi. Rồi lên xanh đậm giúp em này, comment mã xanh đậm dùng em này chị em mình ơi. Đây 3158 này, con to này, 60 vô tư, 62 vô tư. Vô tư như vậy mà nói này à, hình như cái màu này đây đó, bà xã đang cầm này đây đây đó, N đó, New đó, New York đó, ừ đây đang like đây à, đây 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 bà xã đây chị TT này TT xanh đậm mà nhanh thì mai còn không là mốt 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 lên rồi lên mã này rồi màu đen rồi lên đen cho Nguyên New York con to. Rồi cho Nguyên mã chữ đen nè, chữ xanh nhạt nè, chữ nâu nè, chữ vàng nè. Đó, từng nữa mà. Chị nào lên mã chữ cây màu cho là được nhá. Xanh lá Nguyên hết rồi. Rồi lên mã chữ nè, đen nè. Màu đẹp không? Đen nè, đen chữ Nguyễn Hồng Văn rồi nè. Đen chữ Nguyễn Hồng Văn. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã chữ đen. Đen còn, đen cho Lam chuột. Đen cho Lam chuột rồi còn ba tông màu, màu nâu, màu xanh và màu vàng cho cái mã này. Chị nào lấy chữ kèm màu giúp Nguyên như vậy mình ơi, Nguyên đi chị em 55.000 thôi. Rồi lên chữ kèm màu giúp Nguyên nha. Ai lấy chữ chốt chữ kèm màu nha, chị nào lấy chữ chốt chữ kèm màu. Comment mã chữ kèm màu, cái này 40-62 gì mang ok hết. Đẹp như thế này. Dài chưa? Riêng nam chưa? Riêng nam dài chưa? Chắc không phải cần Tết. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Còn 2 tháng nữa mà ngày nào cũng có hàng về mà yên tâm. Đen em hết rồi, còn 3 tông màu này thôi. Vàng, nâu và xanh thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha. Comment mã này là mã chữ kèm màu trong là được, còn 3 cái. Chị ơi em nói nè, em móc tới cái gì em like cái đó thôi. Chứ giờ hỏi vắng lực. Chữ vàng cho Nga là. Giờ không nhớ, à còn cái chữ trắng, chữ hồng nữa chị em ơi. Còn một cái chữ trắng, cái chữ hồng nữa chị em nè. Còn một cái chữ trắng, cái chữ hồng, cái chữ nâu và cái chữ xanh. Nha, trắng, hồng, nâu, xanh, 4 tông màu. 40, hả? Đen. Xanh dưới kìa xã. Đen còn. Đen hết rồi. Đen hết rồi nha. Hết đen rồi chị ơi. Rồi cho Nguyên con này chữ trắng, chữ hồng, trắng cho chữ nâu mì. Và chữ xanh. Ai, trắng đây. Chữ hồng đây nha, mà đi có 55.000 con thôi trẻ mình mua đi. Vài hôm đi ra ngồi đi mua cao lắm, áo thun này trẻ mình đi qua shop mua rất là cao, còn người ta hay chạy quảng cáo mà thun thái chạy 79.000, chạy 85.000. Chữ trắng mới hết rồi, hết trắng rồi chị ơi, hết trắng rồi. Comment hồng cho Nguyên, cho bà xã hai cái tông màu còn lại với đó 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 đó, hai cái nữa thôi, còn hai tông màu lại thôi chị ơi. Rồi Nguyên có màu trắng nè, màu xanh này nè. Đẹp mà, màu xanh này đẹp chị không chú à. Màu xanh này đẹp lắm nè. Và màu nâu. Đấy, còn 3 tông màu cho mã chữ. Chị nào lấy chữ kèm màu cho được, còn đúng 3 tông màu như vậy mà thôi. Nha, còn đúng 3 tông màu, chị nào lấy chữ kèm màu cho là được. 3 tông màu. 55.000 một em. Cam. Xanh kìa. Cam cho ti ti. Xanh cho cam đâu phải. Hồng và xanh, hồng. Xanh cho Phan Thị Quý, nâu cho Nga Đạn. Còn hồng
còn hồng cam là cam kiểu khác, cam kiểu khác hết rồi. Ok tt rồi, lên mã ca xanh học ra 11 cốm trong nào được, còn màu hồng thôi, chữ còn màu hồng thôi. Rồi lên màu cốm có hai, màu cốm còn hai, chị nào lấy cốm chút cốm phong to nha, nghe đặng có chữ nào rồi nha. Cốm này nguyên có hai con, chị nào lấy cốm lên cốm cho qua được nha, đi chợ mình 55.000 cốm, chị nào lấy cốm chút cốm, cốm 55 nhá chị em ơi. Cốm này 55k, chị nào lấy cốm lên cốm, cốm hai tt hết mà này là không đâu bé ơi, hết chốt rồi chị okay, ơi. Ok mà hết rồi, còn có một nào thôi nha. Chị Phan Thị Quý chưa có thông tin à, nghe đặng lấy thêm chữ hồng chị này. Phan Thị Quý ơi, có cái số điện thoại rồi ạ. U là trời, cốm hết rồi, cốm hết rồi, chữ U là trời, phone vừa 5557, chị nào gọn lên 60 ok. U là trời màu xanh, lên mã U màu xanh chị ơi, cứ lên địa chỉ luôn trên live cho em chị, luôn, quý nha. Vứt cái áo qua, bỏ cái áo qua bên bên này, này đang có đơn bỏ vô đi, chị có tin chút đơn mà chưa. Chị ơi em bóc đại á, giờ em cũng không biết là cái nào vừa cái nào, em cứ mở ra thôi, em cứ mở ra thôi, giờ không nhớ được cái là u xanh cho chị Trần Thiến Nga. Là không đâu bé ơi, Dung nè, không bé ơi, đây có cam không ạ? À? U trời chưa thấy cam. Cái này không đâu bé ơi, nha hồng, hồng bé ơi, bỏ hồng bé ơi, à, được rồi lên mã này, đây này nhá, đây hồng bé ơi trên biệt tâm, hồng bé ơi trên, hồng bé âm còn hồng bé ơi lẹo liệu 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 còn hai cái màu nâu, rồi lên mã chữ nâu chung là được nha dạ mọi người, chữ nâu nè, chữ hồng nè, chữ kem, chữ hồng, chữ nu, chữ kem đấy, chữ hồng, chữ nu, chữ kem. Alo alo, chị nào lấy alo chút alo, comment mã alo một cốm chữ hồng cho Trương Thiện My. Dùng dùng cân ghê á, con này cân ghê á, màu cốm alo cốm alo cốm, chị nào lấy cốm chút cốm alo cốm, chị nào lấy alo cốm chút alo cốm, cốm giờ đi tì. Ủa em lên mã ủa, ủa màu xanh chuối lên mã chuối cho nguyên là được, comment mã chuối cho nguyên là ok nha, chốt chuối phong này 60 vô tư, comment mã chuối cho nguyên là được. Ủa em, chữ ủa em, chuối đỏ, chuối đỏ nha, chị nào lấy mã ủa chuối, mã ủa đỏ. Alo hết rồi, hết alo rồi. Ủa ủa màu đỏ nè, ủa màu chuối nè, chị nào lấy ủa chút chuối ủa cho ti ti, comment mã ủa đỏ này mang tết đẹp nè. Ủa em alo cốm hết, alo cốm hết chị ơi, rồi lên mã ủa đỏ, ủa đỏ 55, chị nào ủa đỏ chút. Em màu xanh, em màu trắng, em mà không có ơi hết chuối rồi nha đạn nha, em xanh đạn con này phong vừa thôi nè, đỏ cho Mỹ à, con này phong vừa nè, tầm 55 đổ về chị em chút đẹp. Ủa đỏ hết rồi em, còn một em xanh mà em đẹp, em trắng, một em xanh một em trắng, chị nào lấy em chút em xanh em trắng nha, đỏ hết rồi nha, em xanh và em trắng, em xanh chị Tuyết Nguyễn, em xanh cho Tuyết Nguyễn, yes no 22 này, 22 yes no, rồi lên mã chữ đỏ đô, chữ đỏ đô, còn em trắng chị Sương Thu thì sao, còn chữ đỏ đô này chị em nói, chị nào lấy đỏ đô comment đỏ đô chung là được nha, cho nó nhanh. Yes yes no, rồi lên mã đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô comment đỏ đô chung là được nha chị em nói. A đù nữa chứ, có ba cái a đù,
còn một cái đỡ đô cho thanh thí vũ thị, còn một cái ngại trắng thì vậy mình có ai ngại không, có ai ngại trắng không? Form vừa, form 50-52 thôi nha, rồi lên mã ngại trắng. Con này form 50-52 thì vậy mình ơi, rồi lên ngại trong là được ngại trắng. Form này 50-52 đổ về như vậy mình ơi nha, chị nào lấy ngại trắng comment ngại trắng. Rồi á đù, á đù màu cam, lên mã á đi, á màu cam, á màu đen, á màu nu. Nghe tình ngô học tiếng Anh nè. Đang cầm cái con áo này nặng trịch trịch trinh đó dạ mình ơi. Con này dạ mình cầm về, cầm con áo nặng trịch trịch trinh luôn, cầm con áo đã dễ sợ. Rồi chị dạ mình lên con này to bự luôn, 65 vô tới cái nào dạ mình mua cho con gái lớn, nó rất là ưng. Này. Cam đen nu luôn, ok, Tuyên Nguyễn hết. Có 3 con thôi. 3 con. Có ai nhiều không? Có ai lấy nhiều không? Thấy. Nhiếp mà. Nhà mình nhiều. Hắn cứ nhà mình nghèo mà. Con này phong vừa 50 này. Đây là nghèo nhá. Phong vừa 50kg này. Có cam này, 50-52. Nghèo cam, nghèo trắng, nghèo chuối và nghèo nu. Nghèo cam màu đậm nữa nè. Rồi chị nào lấy nghèo chút nghèo. Nghèo màu đậm nè, nghèo màu nu nè, nghèo màu chuối nè, nghèo màu trắng. Đấy, mấy cái chữ hết hết. Đó, chị nào lấy cái này lên nghèo cho nguyên kèm màu là được. Đi đây. Còn hai chữ ngại nè. Trên kia còn chữ gì không ta? Dung. Các anh chị trên kia có chữ gì không? Ô về. Nghèo chuối trắng. Ok cho đi tì. Nghèo cam, nghèo trắng còn không? Nghèo cam với trắng kìa. Cam, cam với trắng. Chị Tuyên Nguyễn. Hết nghèo trắng rồi, hết còn cam thôi. Còn cam thôi. Ô về. Con cá. Chị nào lấy ô về lên ô về con cái à? Ô về có một cái, chị nào lấy ô về lên ô về trong là được con cái à. Con to nha. Đây mã chữ xanh cho được. Nghèo nguyên còn màu nu với màu cam. Trong cọc nữa em, cọc không có. Có cổ à. Nghèo có cổ à. Đây có cổ còn cá này vậy mình. Có cổ còn cá này. Phong lẫn, phong 55 đổ về, lên mã cổ xanh. Phong này 55 đổ về thôi chị em mà nói, lên mã cổ xanh 55k, vải nó rất là đẹp. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Như đây, cái này phong vừa. Lên mã chữ gạch. Phong 50 52. Lên mã chữ gạch. Phong 50-52 nhá. Rồi lên mã chữ gạch cho mà được. Phong này 50-52 đổ về chị em chút đẹp. Lên mã chữ gạch chút nguyên như vậy mà nói. Chữ gạch, phong 50-52. Chị nào lấy chữ gạch, comment mã chữ gạch. Mệt. Còn cái mệt màu đô. Còn cái mệt màu đô này dạ mà nói. Chữ đỏ đô à. Chữ đỏ đô hồi nãy bỏ xuống rồi ta. Chữ đỏ đô nè. Khách à, khách chốt rồi. Chữ đỏ đô khách chốt rồi chị. Ôi gì à. Rồi lên mã mệt đỏ. Comment mã mệt đỏ cho Nguyên con cái nha. Ai lấy mệt đỏ comment mã mệt đỏ cho Nguyên là ok. Có cái mệt đỏ phông to. Đấy mệt kìa. Thế không có mua khỏe à, không có cái mua giàu nữa. Rồi lấy mã mệt kèm màu cái mệt đỏ đấy. Mệt đỏ nè, mệt đỏ cho Tiên Nguyễn cái cô đi, cái cô từ mệt hồng đậm. Rồi lấy mã mệt màu hồng đậm nhé dạ mọi người, mệt màu hồng đậm, chút mệt hồng đậm chung là được. Giá đi 55.000 mệt hồng đậm. Form này chị em 60 vô tư nhé. Mệt màu hồng đậm, mệt màu nu, rồi mệt vàng, mệt nu và mệt vàng. Chị nào lấy mệt nu chút. Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, xíu nữa coi trong góc này có cái gì bỏ này kia, bỏ em bán tặng nha. Trong góc bên này này đầy xuống, thải xuống nè, bán tặng bớt cho nó gọn. Rồi chị nào lấy cái này trơn à, có chữ làm gì, có chuối không, có chuối mệt không, có chuối thôi chị. Hồng thôi, mệt chỉ có hồng đậm nè, màu cam nè và màu vàng, ba tông màu cho mã mệt hồng cho chị Khánh Ly. Mệt hồng cho Khánh Ly. Rồi màu nãy màu gạch, màu vàng cho mã mệt. Chị nào lấy mệt chút mệt
Rồi lên mã này chữ nu có một cái. Chữ nu có một cái, chị nào lấy chữ nu chút, chữ nu cái này phong lửng, à phong vừa. Phong 50 52. Con này chữ này phong vừa nhá, 52 cái độ bền. Lên mã chữ xanh có một. Comment chữ mệt xanh có nu. Một. Mệt nu, mệt nu. Đó, không phải. Mà sao có bỏ mệt nu mà con. Đấy. Rồi lên mã chữ xanh chung là được. Cái này phong vừa, phong 50, 52, chữ xanh. Mày thông đậm hết rồi, chữ xanh chị Thanh Nguyễn. Chữ xanh thì Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn 214. 214. Rồi cho Nguyên con này chữ hồng. Không đâu bé ơi. Phong này 57, gọn 60, vô tư. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên hồng. Chị nào lấy hồng, comment hồng cho Nguyên là được. Comment hồng giúp Nguyên đó, chị nào lấy hồng, comment hồng. Ôi. Mày là có mày cạch không? Thế. Ô là trời, cái này đúng. Con không có mày cạch đâu, không có mày cạch nha. Không có mệt màu gạch. Chữ hồng cho Thanh Nguyễn. Còn gạch màu vàng thôi. Còn mệt màu vàng thôi chị em mình ơi. Tương tác đi chị em mình ơi, đẩy bên xíu. Sao mày đâu mất kia rồi? Let go. À, có alo xanh. Có một cái alo xanh. Rồi chị nào lấy alo xanh lên alo xanh tương tác với dạ mình ơi. Chấm tương tác thả tim thả like luôn dùng Nguyên nhá. Để view lên xíu nữa. Rồi chị nào lấy cái này lên alo xanh. Phong 60 alo. Alo Nguyên hả, ship cho chị 10 cái áo Trung Thái nha. Alo xanh nè. Chị nào lấy alo xanh lên alo xanh có một cái à. Rồi get go. Get go, get go. Get go. Chị nào lấy alo xanh lên alo xanh. Phong rộng trên 60kg chút cho chị. Nhưng mà chị lấy cái gì? Chị ưa màu gì, chị ưa chữ gì, chị ưa âm hình hay ưa chữ. Đây nè, phong này 60 hết nè. Lên mã get go lên mã chữ cho em này nhanh. Chữ đỏ nè, chữ đen nè, chữ nu nè, chữ cam. Alo hết rồi nha. Đấy, chị nào lấy chữ kèm màu. Comment lên chữ kèm màu cho được 40, 60 mang ok con này hết. Đó, rồi lên chữ kèm màu. Chữ kèm màu, chữ kèm màu, chữ kèm màu. 40, 60 vô tư. Đi luôn trẻ mà 55.000 cho mã chữ. Chị nào lấy chữ, chốt chữ trong yêu là được. Cái nào em đọc tên? Chữ à, nu cho Thi Thi. Chữ đỏ hai cái. Chữ đỏ hai cái chị Thanh Thi. Chữ đỏ cho Thanh Thi. Có mấy cái áo Thị. Nam với cái mấy quần nam nó bỏ đâu. Cho em luôn. Đen này. Đen cho chị Huệ Kim này. Nu chị Thi Thi nè. Rồi còn 2k. 2k. Sao chị không nhắn tin lại giùm em cái? Nhân viên đang chốt đơn đó, đang nhắn tin, đang đọc tin đó. Chị cứ nói là đi đơn của chị đi. Đi đơn của chị Lê Trương đi kìa. Rồi cho nguyên con này chữ cam còn 2 con thôi. Rồi chị em mình lên chữ cam. Có áo nam gì bỏ lên bán tặng phá. Xíu đồ nam. Rồi cho nguyên con này. Còn được 2 em chữ cam. Chị nào lấy chữ cam chốt chữ cam nhiều nguyên nha chị em ơi. Lên tay chữ cam, được 2 em chữ cam. Đấy, 55.000 một em. Chữ cam. Chữ cam, chữ cam, chữ cam. 55.000. Eo. Cam cho Khánh Ly. Lên mã 1 màu trắng. Còn à? Vẫn còn. Cái này bán tặng mấy hàng 59.000. 59.000. Lên mã 1. Có một cái duy nhất. Chị nào lấy mã 1, comment mã 1 cho Nguyên là ok. Lên mã 1 giúp Nguyên là được. Chị nào lấy mã 1 chút. Ui cái này toàn chữ đẹp. Đây dạ mình nhìn. Nhưng mà mỗi thứ có một cái. Chị nào mà nhanh chốt nè. Trời ơi cái chữ cũng đẹp. Cái màu cũng đẹp. Màu bò đi. Một cái ti ti. Rồi lên mã bò cho Nguyên có một cái duy nhất không to. Áo có cổ nào nãy em lên. Có một cái cổ xanh, có một cái cổ hồng này hết rồi. Phân size cho em đi. Bò. Để lên bán tặng bò đây nè. Luôn. Rồi tím này dạ mình ơi. Cái này thứ cá thôi này dạ mình ơi. Tím này phong vừa nè. 52 đổ về màu môn ấy. Màu này đẹp nè. Rồi lên mã môn cho Nguyên được. Màu này đẹp quá dạ mình ơi. Rồi lên mã môn giúp Nguyên nè. Dạ mình lên môn cho là được. Bò em hết rồi. Nhưng mà chị ưng cái màu. Em không dám chừa chị. Sợ chị không ưng ấy. Nên là dạ dùng đơn với ai đến lúc chốt đơn thì báo giùm em nha.
bò bánh keo tím tím môn. Thì nào lấy môn comment môn môn cho TT. Chữ đẹp quá mà vải em nó sướng, cầm con vải nó sướng dễ sợ. Rồi cho Nguyên con này cam, chúc lên cam dùng Nguyên như vậy mà nói. Comment cam có một, chị nào lấy cam comment cam, cam có một. Lên cam, lên cam đi em, chị nào lấy cam chúc cam. Rồi cốt, rồi đỏ, rồi trắng. Ôi bò này, bò có chị nào bò nữa. Bò hồi nãy cho chị Thương Nguyễn này, Thương Nguyễn nào ta? Thương Nguyễn 954. Mồm à. Bò là Thương Nguyễn 954. Rồi chị nào lấy cái này? Trắng, đỏ, cốm nha. Màu đỏ mang Tết cho nó đẹp. Hôm nay tới cái gần cái mùa này là màu đỏ lại đắt hà. Bình thường là màu đỏ chậm mà bữa nay màu đỏ lại đắt hà. Trắng gì tiếp nữa. À, bữa nay màu đỏ cái gì màu đỏ lại đắt hà. Bình thường màu đỏ thì chậm. Thì này. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chữ đỏ cho Hoa được. Ê bữa giờ cái này toàn đẹp mà sao không thấy chị Thúy Nga Đoàn chị vô coi like ta. Quen nè, quen nhất chị ơi. Chung đẹp, chung rộng mà không thấy mấy hồi chị hay hỏi. Chị trắng em hết rồi. Còn một cái màu đỏ, còn một cái màu xanh cốm. Một đỏ, một cốm, chị nào lấy đỏ chút đỏ. Chị nào lấy cốm, comment cốm cho Hoa được. 55.000 cái, em nói là vô. Vô nhà ra ngồi trẻ mình mua một cái, vô nhà Nguyên mua được hẳn 2 cái. Mua được hẳn 2 cái. Này. Đỏ cho thị đủ. Rồi một cốm con cá, chị nào lấy cốm chút cốm cho Nguyên nhé. Comment lên cốm cho Nguyên là được. Comment cốm, cốm, cốm. Cốm, cốm, cốm. Chị nào lấy cốm chút cốm. Thấy đỏ rồi nha. Màu gạch gạch này mà này có một cá này, này phông nhỏ thôi này. Này phông 50, 52. Rồi lên mã vừa. Vừa có một cá thôi. Áo đang mang khách chốt luôn rồi chị. Cái này như không còn màu gì hết. Rồi lên mã này là mã vừa con cá. Phong này 50, 52, lên mã vừa. Lên mã vừa đi máy tình yêu ơi. Rồi lên luôn những mã này, chữ đen, yes, no. Comment mã chữ đen. Cái quần này quần chị cho em lên bán tặng phát cái quần này phát này. Cốm chút chưa sẵn? Cốm cho Khánh Ly. Vừa là gạch nè, hả đây? Vừa cho Nghĩa Thị Hiếu. Cái này đen, đen. Thấy chị Khánh Ly mà. Rồi đen cho Nguyên có một. Chị nào lấy đen comment đen cho Nguyên là ok. Đen, đen, đen. Cái này bán tặng phát nè. Đen 55 đổ lên. Ủa? Ủa? Lẻ lẻ đi đó hả? Rồi thêm bán tặng luôn đi. Này. Cái này chị em mình. Cam đây à. Hàng này hàng cũng chạy 79k đó. Cam chữ rồi bà. Cam chữ không ta? Ừ, cam đó đi. Cam chữ 55 đổ về, lên mã quần nam 55, 57. 55, 57. Bán tặng con này 55.000 nha, lên mã quần nam. Lên mã sọc nam đi. Size M 59.000 sọc nam size M. Sọc nam màu xám size 62. Đi 55k luôn. Hàng này là hàng cũng chạy 79k. Chị em mình nhìn cặp quần. Nhìn cặp quần. Cam nặng trịch tay luôn nha. Cái này mà chị em mình mua cho con trai lớn cũng đẹp. Hai da á chị em mình ơi. Con này vải hai da á. Cho Nguyên con này. Giá đi chị em mình con này 55k. 55k cho Nguyên nhá. Đấy ngay chân chị có mấy cái áo nam gì đây này. Sọc đó. Sọc nam cho Nga đã. Sọc nam đó. Chữ Yên Nhi còn không? Ủa, Nga đặng sọc nam ở đó. Yên Nhi. Con ngủ à. Con này size L, size 62 đổ về. Rồi lên mã L cho Nguyên là được. Con này 67, 68 đổ về nha. Rồi lên mã XL cho Nguyên, size trẻ 55.000 XL. Chị nào XL chút XL dùng Nguyên là được như vậy mà nói. Quá thể là đẹp. Quá thể là rẻ. 55.000. Đây, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Còn cái. Còn cái, còn cái, còn cái. Chị nào lấy quần nam chút quần nam. Lên nhanh tay mã quần nam. Cái này cũng đẹp quá trẻ mình. Rồi lên mã này mã lửng 57kg đổ về là chút đẹp. Lửng 57kg. Chị nào lấy lửng 57kg đổ về là chút ok. Lửng 57. Chị nào lấy lửng 57 chút lửng 57 chút là được chứ vậy không? Chọc là cái cuối cùng này. Là cái màu trắng xám hả chứ? Xám hay ít là cái ít là. Nó cái CL mà. Đó cái nó CL mà.
thì CL là được. Sọc lời cho lục tăng làm gì? Màu này đẹp. Ôi vì ít thả bốn mấy chưa rồi. Mấy giờ rồi? Thôi ra thôi lại. Còn nam ít lời cho Phan Hiểu Quý. Tối sẽ lên sang đồ bé vậy mà nè. Tối sẽ lên sang đồ bé. 55 hả? 55 gì? À, dung dung dung. Phan Hiểu Quý. Comment mã chữ cam có 3 con. Con này phong vừa nha chị em ơi, 50 đổ về, 52 đổ về. Con này phong vừa 52 nha chị em ơi. Rồi trong con này chữ cam phong vừa 52kg đổ về là chị em chốt đẹp nha. Rồi lên mã chữ cam có 3 con chữ cam phong vừa 52kg đổ về là chị em chốt ok nha. Lên mã chữ cam chắc chắn là được 3 con thôi, đẹp nha. Chị nào lấy cam vừa, chốt cam vừa, đen vừa luôn dùng nguyên này. 55k cho đen vừa. Đen cho thi. Chữ đen đâu? Đây à? Đây à? Chữ đen. Đen vừa. Ngọc vừa. 52 đổ về nhé. Ngọc vừa 52 đổ về, chị nào lấy ngọc vừa, chốt ngọc vừa trong là được. Chữ đen hay là chữ đen đây ta? Dỡ cái chữ trước không phải. Không phải. Không sao đó, chị này chị lát xe nhỏ. Cam vừa chị Thương Nguyễn. Cam vừa chị Thương Nguyễn. Rồi lấy mã ngọc vừa trong là được. Con màu này đẹp quá nè. Ngọc vừa 52 đổ về em đi chị em 55k. Rồi lấy mã hồng vừa. Hồng vừa nhá. Chốt lên hồng vừa trong là được. Đẹp chưa? Con màu đẹp. Rồi lên mã hồng vừa giúp nguyên chị nào lấy hồng vừa. Comment hồng vừa trong là được. Nha, chốt nhanh tay mã này là hồng vừa. Hồng vừa, hồng vừa. Ngọc vừa cho chị Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn. Chị lấy phong vừa đúng không? Nếu là lấy phong vừa thì em bỏ, còn lấy chữ Z no thì lấy báo em luôn. Ngọc vừa gì Thanh Nguyễn. Còn một con ngọc vừa. Rồi đỏ đô vừa. Phong vừa hết nhá. Rồi lên đô trông là được. Lên đô 52 đổ về. Đẹp quá luôn chị em ơi. Đô này 52 đổ về, chị nào lấy đô comment đô là được nha chị em ơi. 52 đổ về là chị em chốt ok. Nha, comment đô 52 đổ về, sale luôn chị em mình con này 55.000, chốt đô dùng là được. Nha, màu nu. Còn màu đẹp, màu vàng. Không lấy vết no thì chị ghi rõ vết no hoặc là vừa. Chị nơi rõ luôn cho em đi. Vừa lấy cái con vừa đó. À, mai tí ai đón nhiếm gửi đơn. À, ngăn hàng trần. Còn đơn rồi. Quên. Rồi ok. Ok, bỏ riêng ra đi. Bỏ riêng ra, anh kẹp riêng xe luôn đi. Rồi lên mã chữ xanh ngọc trong là được, 55.000 một con. Chị nào lấy chữ xanh ngọc, chốt chữ xanh ngọc là được. Ok, Thi Thi có rồi. Ủa chị Thi Thi là chị lấy hồi nãy cái đen vừa hay là chữ đen Z no? Lên rõ luôn cho em đi chị. Đen nu luôn mà. Lên rõ cho em đi. Con này cưng ghê, mình mang thử cái phong vừa cho chị em mình xem. Mang thử cái phong vừa cho chị em mình xem. Mang cái vừa hồng cho chị em xem. Quần ấy nó ý là sợ thứ bảy là không phải lớp của hát lắm không nó chơi không, không vui kìa. Giòn lớp nghĩ vậy nhận quậy ai chịu nổi. Ở đâu cái đồ của cô nữa đâu, con này là phong vừa này chở mà nó 52 đổ về cho em chút đẹp. 50, 52 đổi về chị em cho ok nha. Đó cái bút đó luôn á, bút đậm luôn.
Rồi lên mã này là lên mã chữ K. À quên lộn, sorry. Chữ hồng, chữ nu, chữ đỏ đô, chữ xanh ngọc. Đấy, có từng mà từng này cái cho cái mã giống Nguyên Đăng mà. Form này là form vừa, form này 52 đổ về là chị em chốt đẹp nha. Và giá nguyên đi luôn chị em là 55.000 một cái. Chị nào lấy cái này lên mã chữ kèm màu giúp Nguyên. Chữ kèm màu, màu hồng, màu nu, màu xanh, xanh xanh này gọi là xanh xanh nhạt đi, màu đỏ đô, màu xanh ngọc. Em không mang bộ đâu chị, em bán đang bán áo lẻ, em không bán chân váy. Em chỉ bán áo lẻ, không bán chân váy nha. Chữ nu cho chị Nguyễn Thị Hiếu. Mua ở cái lùm chỗ ni phải. Chữ nu chị Nguyễn Thị Hiếu. Rồi lên mã chữ kèm màu giúp Nguyên như vậy mà nói. Em bán áo không, không bán cái quần nha. Không có bán cái quần này bán rất là lâu rồi. Rồi chị nào lấy mã này là mã chữ. Chữ này tạm lên chữ xanh đi. Chữ xanh này, chữ đỏ đô này, chữ ngọc này. Đấy, 55.000 một con cho mã chữ. Cái này phong vừa. Phong này chị em là 52 độ, vậy là chị em chốt đẹp. Rồi lên mã chữ. Chữ kèm màu giúp Nguyên như vậy mà nói. Rồi lên mã chữ kèm màu. Rồi lên chữ kèm màu nhé. Còn lại lẽ này để tối lên sau. Lẽ tối lên sau. Rồi chị nào lấy chữ, comment chữ kèm màu chung là được. Cái nào còn ít nè. Xem sang chị em là mã này luôn. Cho chị một chồng lên nữa thôi mẹ. Chồng ngồi nó nhiều nhiều nữa để thôi. Là chữ mà. Cái mã này cho chị nào đang có đơn nè. Lên một chồng này nữa thôi. Ở xuống đây cho chị. Thôi đây 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 đây. Rồi em lên nốt một chồng này nữa thôi. Chuyển qua còn ít để qua sau chị này tốt. Chưa coi lại được nhé dạ mà không. Trời ơi cái này đẹp quá. 60 ok luôn. Đẩy cái ghế qua cho xả ra sao. Đẩy cái ghế qua cho xả ra. Con này 60kg chị em mong ok luôn. Ui con này đẹp quá. Comment mã chữ trắng con cái thôi nha. 55.000 cho mã chữ trắng. Chị nào lấy chữ trắng chốt chữ trắng. 55.000 đúng một cái duy nhất. Đó chị nào lấy chữ trắng comment chữ trắng cho Nguyên là được. Có một cái cho Lam chuột. Lam chuột. Ô lên bạn ơi. Còn trắng này được không chị nè. Còn trắng này được không? Cứ lên nè. Cái này phong vừa lên mã trắng vừa 55 đổ về. Con này là trắng vừa 55 đổ về thôi chị em mình ạ. Nha chị em mình lên mã này mã trắng vừa. Trong đó mà cái gì còn ít chị cứ thải ra cho em hoặc là gom vô một cái bao để tối em bán tặng nha. Ừ. Rồi cho Nguyên con này trắng vừa. Trắng vừa cho chị Phương Ngân. Trắng vừa chị Phương Ngân. Áo Nguyên mang còn không để chị ban. Ba cái ba màu, nãy thải xuống đâu ta? Cái chữ này ở đâu rồi vô? Còn, nãy lên rồi. Ờ, kiểu này. Đây hình như bên góc này này vô. Có chị Dương Mỹ Duyên. Cái này phong vừa đẹp lắm. Mua cho hai mẹ con cũng mang được. Đây này. Đây đây. À đó đó. Ba cái ba màu. Đấy. Được hai cái à. Có cái màu này nữa được. Có cái hồng đậm nữa được. Ba cái ba màu. Ok đủ ba cái. Rồi mà lên mã mờ hồng. Đây y phô Nguyên Đăng mang luôn. Cái bỏ được chị cái này nè. Cũng y cái Nguyên Đăng mang mà chữ khác trong khác chữ xíu nè. Nha bỏ chị cái này nữa nè. Bé trai nhưng mà bao nhiêu ký chị. Vấn đề là bao nhiêu ký. Chị lấy lựa những cái tông màu. Ví dụ như màu nâu màu đồ á. Được. Mà nó tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 40-42 đổ về thôi. Nếu mua nếu cái phông vừa là 40-42 đổ về được. Còn lấy phông to thì vô tư. Chị lấy cái mấy cái tông màu mà gọi là nam ăn được, nữ ăn được á chị lựa đi. Mà so ra với giá này rẻ hơn á.
Đúng là con thông thái này là trẻ mình, nếu mà chắc đẹp này trẻ mình mua toàn 80.000 con ấy. Rồi lên mã chữ hồng. Chữ hồng Trung Nguyên là được này, con cái nha. 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Rồi lên mã chữ hồng chút nữa là được. 52 đổ về chị em chốt ok, chốt mã chữ hồng. Rồi lên mã xanh chuối chút nữa là chị em mình ơi. Không có xanh coban chị, không có xanh coban đâu. Chuối này phông to 60 ok này. Con chuối này phông to 60 nha. Chị nào lấy chuối comment chuối, chuối to 60. Chuối to 60kg. Chị nào lấy chuối to lên chuối to chung là được nha chị em mình ơi. Chuối phông to, đọc là chuối to cho nó nhanh. Ai, chị nào lấy chuối to comment mã chuối to size 60 thế. Cái này con cá. Chuối. Ừ. Rồi con này 50-52. Chuối cho chị Kim Chi Nguyễn. Ok em lấy phông vừa rồi. Dạ chị ơi 55.000 cá thôi. Đẹp lắm, mua đi. Hàng thông thái xịn. Và ai mê luôn ấy, em nói thiệt luôn ấy. Cam, thông thái vậy. Cũ chứ, Kim Chi viết liền đi, khách cũ mà. Đổi hình đại diện phải, đúng không? Nãy giờ chị Kim Chi Nguyễn khách cũ phải không? Cam, thông thái đó chị. Đẹp, cam phong vừa nè. Cam phong vừa là 52 đổ về đó. Thì nào lấy cam vừa hình như chọc nè. Chồng này toàn vừa hết. Rồi lên cố. Bỏ ra cho em ba cái áo bán nó gọi không dồn lên bao tối em bán thẳng được không. Rồi cho nguyên con này chuối, chị nào lấy chuối comment chuối trong là được nha dạ mình ơi. View ít xuống xíu nữa là em ao ra em vô lại nhá. Nha, ao ra vô lại bán thẳng kèm hàng bé. Rồi chị nào lấy chuối comment chuối trong là được. Rồi trắng luôn dùng nguyên. Con này dành cho chị em mình 50. Hay cho em ít hàng lẻ đi, hàng lẻ. Vài bao hàng lẻ đi. Ba hàng lẻ đi, bán tặng ba hàng lẻ đi. Rồi cho nguyên con này trắng nha, trắng 52 toàn bộ cọc này phong vừa. Chạm lại em để qua live sau nhá. Hay view ít rồi là em để qua live sau chứ mất công lại đi lấy về thôi. Hàng xịn hàng đẹp mà lấy đi lấy về tiếp lắm. Màu xanh dương có một. Đấy. Cái này được. Xanh dương có một 55k toàn bộ cặp này phong vừa này. Toàn bộ là phong vừa. Chị nào lấy xanh dương comment xanh dương trong là được. Trắng cho chị Phú Trương. Tấm cái góc này nè chị. Chị cái góc hàng xã nè cho em ra luôn đi. Rồi xanh dương trong là được. Chị nào lấy xanh dương comment xanh dương. Comment xanh dương trong là ok. Chị nào lấy dương comment dương. Con này hồng to nè. Xanh cho chị Thương Nguyễn. Phong 60. Hồi nãy giờ có một Thương Nguyễn chứ mất. Cái gì đuôi 14 à, đuôi 954. Đuôi 954. Áo tung toàn màu đẹp đi. Lựa đi chị để dành. Đó như khách nhà em mua mười mấy cái đó. Thì chị Vy Tân Hội Vy chỉ mua là 18 cái. Giờ còn vô hỏi đó. Khách phun sáu gỗ mà đợt này ít phun sáu gỗ. Hồng cho Trần Thúy Nga. Hồng cho Trần Thúy Nga. Ừ. Hồng cho Trần Thúy Nga. Rồi lên dương. Dương này còn cá. Cái này phông to nè, 57 cái được nè. 57 cái được nè. Rồi lên mã dương trong là được. Lên luôn trẻ mình 59k. À 55k cho màu dương. Chị nào lấy dương chốt dương. Rồi lên mã ngọc. Rồi lên ngọc trong nguyên là được. Ừ. Dương cho chị Nguyễn Thị Hiếu. Ngọc 52-55. Ngọc 52-55. Chị nào lấy ngọc comment ngọc. Còn một cái. Ô có cái cô ban. Ok bỏ ra bán tặng. Có một cái cô ban. Chị nào lấy cô ban chút cô ban trong là được. Có một. Cô ban này 52 nha. Lên cô ban trong là được. 52 đổ về. Lên cô ban trong nguyên nhé chị em mình ơi. Chút cô ban. Mỗi chị một lượt chia sẻ thả tim thả la lên luôn dùng em đi chị em mình cho view cao xíu nồi. View lên xíu nồi. Cô ban có một, chị nào lấy cô ban comment cô ban trong là được nha chị em mình ơi. Rồi đỏ 1 2 5. Cô ban cho chị Phi Nguyễn. Rồi đỏ giúp nguyên chị nào lấy đỏ comment đỏ 52 đổ về. Đỏ 52 đổ về.
Kỳ nào lấy đỏ comment đỏ có 1 nha. Rồi chuối dùng Nguyên. Chốt chuối, kỳ nào lấy chuối comment chuối. Chuối 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 chuối. Lên chuối nha chị em ơi. Comment chuối 55k cho mã chuối, kỳ nào lấy chuối 52 đổ về thôi. Cặp này phôm nhỏ. Rồi hai cái màu trắng này nó tương tự nha. Trắng vừa có 2 con, chị nào lấy trắng vừa chốt 52 đổ về cho mã trắng vừa. Rồi lên mã trắng vừa. Rồi tương tác phát, em bán tặng cái những cái mã này. Tại quần đó còn ít thì tối nay sao hoặc là mai lo. Rồi cho nguyên con này này chị em ơi, hàng xã nha. Em bán tặng luôn chị em mình con này luôn. Size 55. Size 55, em bán tặng chị em mình con này 29.000. Con này chắc đuổi xước. Size 1X 55 đổ về nha chị em ơi. Nha. Con này lên mã caro. Cái quần của chị. Này. Cái quần của em. Lên con này em bán tặng 39.000, chắc đuổi xước nha chị em ơi. Tặng 39. Hàng nào mới vừa live xong cái này để lại không có gì còn. Rồi cái bộ này mà sao xả. Trắng 57 à, còn cái nào trắng con to to xíu nè. 29 nghìn xương thôi. Bộ nam này đẹp thế mà. Ôi có hai máy view à. Có hai máy view à, lên nữa không chị em mình ao ra nha, ao ra vô lại nha. Mỗi chị đang theo dõi like tương tác lên luôn dùng xíu đi. Để bán tặng mấy cái này luôn nè. Rồi cho nguyên con nè. Con này cho những anh nam nào 62 đổ về là chốt đẹp. 62kg nha. Hàng này hàng nguyên chạy 100 mấy ra, 160.000. À em đang mang hết rồi chị. 160.000 này em bán tặng luôn chị em bộ này 135.000 cho bộ nam này, size 62. Size 62, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. Comment mã bộ mì cho Nguyên được. Size 62 đổ về, bộ này nó quá là xịn. Nha, chốt mã bộ xịn cho được. À cho chị lên cọc mã theo nữa này đi. Rồi lên mã bộ nam xịn luôn là được. Rồi lên mã tặng cặp bé này nè. Rồi lên mã cặp bé con cặp size 80. Bán tặng luôn chị em mình 25.000 nguyên cặp áo. Năm ngó bán mình đi mua lại đắt. Đi mua 320.000 mà phôm lửng lửng mình bán mấy à? 180 mấy không? Cặp bé chị nào lấy cặp bé chốt cặp. Éo sao xả đi. Sao không xả? Nè kiểm tra lại thử nè. Cặp bé 20 đây, chị hốt đó. Đợi cái ba đây. Bạn tôi quýnh đó nghe. Đồ bé trai à? Bán 25.000 cặp. Đồ bé trai có chứ. Rồi cho nguyên con này đi. Hai len sang xíu đồ bé nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Bộ này size cho chị em mình đến 60kg. Cái này em mới vừa sale xong. Nhầm 62-65kg lên mã tim đỏ 60.000. Bộ này đẹp lắm này, chắc đuổi tơ. Tim đỏ 60, chị nào lấy tim đỏ 60 comment lên mã tim đỏ 60 cho mình là được. Cái này em mới vừa đi xong. Tặng 29k luôn, size 52. Con này chắc đuổi xước nha chị em mình ơi. Lên mã này 29k size 52 nha. Rồi lên 29k size 52 chốt nha ta. Ủa cái cọc này đẹp quá, em ráng cái cọc này cái đã. Rồi tính tiếp. Ráng một cặp này rồi tính tiếp nha. Cái cặp này cũng đang đẹp. Mã theo này cũng đang đẹp. Lên nát luôn rồi tính tiếp. Bé lớn gì tính tiếp. Trắng 29 cho chị Phú Trương. Trời ơi. Trời ơi, còn máu đẹp. Nhanh này dạ mình ơi. Cái này có một cọc thôi, phôm to. Phôm này 60 vô tư. 60-62 vô tư. Lên mã theo trắng. Cọc này đẹp quá. Comment lên mã theo trắng. Giá nguyên đây luôn chị em mình là 55.000 nè. Nga được con cọc. Chị nào lấy cái này lên luôn mã theo trắng 40-60-62 vô tư luôn chị em mình ơi. Rồi lên theo trắng giúp Nguyên. Theo trắng có 1. Rồi theo cam. Theo cam có 2. Theo màu nu nu có 1.
Theo xanh có 1, chốt đơn em. Theo xanh có 1. Theo vịt có 1. Trắng cho chị Trần Thúy Nga. Theo vàng có 1, theo kem có 1. Rồi chị nào lấy theo, comment theo kèm màu. Màu kem nè, màu vàng giúp Nguyên nè. Nha, màu xanh vịt nè. Màu nào cũng đẹp. Xanh vịt nè. Màu xanh đậm nè. Xanh đậm nè. Màu nâu và màu cam. Đây, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã theo kèm màu. Chốt lên theo kèm màu nhé. Trời ơi. Ân ghê luôn á. Phone to 60-62 vô tư nhé chị em ơi. Rồi lên mã theo kèm màu. Đấy, xanh, nâu, cam, vịt và kem. Đấy, ai lấy mã theo kèm màu chung là được 55k một cái nhá. Chốt lên mã theo kèm màu. Comment theo kèm màu là được nha chị em ơi. Cái cặp bên này lên chưa ta? Cặp bộ này lên chưa? Cho chị cái bộ lanh này nè. Còn cái bộ lanh nó cho chị lên luôn á. View gì kỳ trời. Xanh. Xanh này cho chị anh chàng. View gì vậy? Tặng 29 phát nữa nè. Cái này Nguyên có một cọc cho gái nhà mình từ 15 đổ lên 20 đổ về. 15 đổ lên 20 đổ về. 2 em ao ra vô lại chị mình. 15 đổ lên 20 đổ về. Chốt nhanh nha chị mình. Tặng 29.000 luôn. Cố gắng mỗi chị lượt chia sẻ này là dùng Nguyên chị mình ơi. Nha, cố gắng lại mỗi chị một lượt chia sẻ dùng Nguyên đi. Nãy đọc máy thì đọc máy. 15 đổ lên. Cái này tặng 29.000 luôn. 15 đổ lên 20 đổ về là có sai. Tặng nốt bộ này 29.000, bộ này bộ đuổi nha chị mình ơi. Này, đừng kim mũi chỉ dùng Nguyên này chị mình ơi. Nha, rồi lên mã tặng bộ lanh 29k. Chị nào lấy lanh 29, chút lanh 29 chung là được. Nha, được 1 ri thôi. Cái này được đúng 1 ri thôi. Chị nào lấy bộ lanh 29.000. Tặng 29.000 đúng 1 ri. 15 đổ lên. 15 đổ lên và cái này 15 nữa. 20 đổ về. 15 đổ lên 20 đổ về là có sai và tặng 29.000 cho mã bộ. Chị nào lấy bộ comment bộ cho Nguyên kèm số ký là được nhé. 15 đổ lên 20 đổ về. Chốt đi được bộ nào em cứ chốt đi đã. Cứ chốt đi. Bộ bá 17 cho chị Như Ngọc. Chị phân sai rồi mà. Rồi chị nào lấy bộ lên bộ trong ai được. Comment mã bộ bé sale luôn chị em 29.000. Bộ bé 18 cho chị Huệ Kim. Bán tặng nó đi bộ bé này cho vui nào, ao ra vô lại như vậy mà nó. Trời ơi sao nó đẹp vậy. Dạ mà nó hàng 95.000 của Nguyên đây nè. Chắc là ao ra vô lại xíu xíu nữa. Xong cái cọc này trẻ ao ra vô lại nhé. Xeo cả hàng bé như vậy mà nó nha. Xong cọc này là ao ra vô lại nhé. Bán tặng chị em mình cọc này. Cái bộ này mà sai gần sai mà tầm 25kg đổ về là đang đi 95.000. Toàn bộ 25kg đổ về đi 95. Chị em mình nhớ cái mã này không? Nhớ cái mã này cưng không? 95.000. Đang bộ này sai dành cho bé nhà mình 35kg đổ về. Nguyên set này 35kg đổ về này, hàng công ty nhé. Em bán tặng luôn chị em mình set này. Riêng cái set này thôi nhé. Riêng cái set này em bán tặng chị em 75.000. Riêng một cọc này bán tặng 75.000. Xong em ao ra em vô lại như vậy mà nó chứ tiêu ít lắm. Rồi lên xe hàng bé. Rồi trong nguyên con này đi. Set bé xe 35 nha. Ở trong có quần như thế này nè. Đẹp. Cái set này đẹp lắm. 75.000. Bằng con áo chị em mình không. Con áo không hơn rồi. Con áo không 70-80.000 rồi. Áo tay lửng lửng nha. Bán tặng luôn chị em mình set này 75.000. Chị nào lấy set vàng 35kg xe 75. 35kg xe 75. Chị nào lấy set vàng từ 25 đổ lên 35 đổ về 75.000 nguyên set hàng công ty như vậy mà nói. Này. Dạ mình nhìn cái cổ này. Xúc kích. Đẹp lắm. Thực ra chị nào lấy set vàng kèm số ký trong ngân là được.
nha. Chị nào lấy set vàng kèm số ký xong ao ra đi chợ mình nữa rồi vô lại nha. UX quá à. Rồi ao ra nha. Ôi còn 32 chị đúng không? Không thấy chị nào tương tác luôn. Rồi Nguyên ao ra nha.